Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Mi Sơn Thiện, anh Nhân ASEAN, Mi Sơn Imnita. Quay trở lại phần 80 ngày hôm nay đó quý vị, thì tôi có rất là nhiều cái đề tài để muốn chia sẻ đến tất cả mọi người. Về cái đề tài hôn nhân gia đình nè, rồi về cái anh Hề hết thời, rồi thêm một cái chú mà lại muốn làm phụ nữ đó quý vị. Có nhiều người khán giả họ nói với tôi như thế này nè, Mi Sơn ơi, sao mà em là tứ bề thọ địch, tức là tứ phía luôn quý vị. Vì một cái người mà ngay thẳng đó quý vị, thì tất cả những người mà gian xảo, những người mà xấu họ rất là sợ, cho nên là họ phải tìm cách họ bịt miệng mình lại đó quý vị. Thì lại là một cái câu chuyện tranh giành tài sản đây quý vị. Có một cái vị khán giả em ấy gửi về tôi có câu hỏi như thế này. Để tôi chia sẻ cái này trước rồi xong tiếp đó tôi sẽ trả lời cho cái anh Hề hết thời, cho anh ấy vừa lòng nha quý vị. Tự nhiên đem tôi ra cào cấu hả quý vị, nó rất là vô duyên như vậy. Rồi cái câu chuyện của cái em này gửi về tôi như thế này đây quý vị. Em chào chị, em chúc chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chị nghe cái đoạn ghi âm của em gửi chưa ạ? Chuyện là ba chồng em mất, không có để lại di chúc. Ba em mới mất được một năm thì chồng em đòi chia ra, mạnh ai nấy sống. Bên gia đình chị chồng thì không có đồng ý, nói là ba mới mất mà chia ra thì người ta sẽ nói là chia của, từ từ rồi chia. Xong đến năm sau, chồng em bị đi tù 9 tháng vì tội đá gà, thì chị chồng của em mới nói chờ chồng em ra tù rồi chia. Nhưng đến tháng 7 năm nay, chồng em mất vì bệnh đột quỵ, cũng chưa có chia cái gì luôn. Chồng em đột quỵ 2 lần trong năm mới mất đó chị. Trước khi chồng em mất có nói với em là tài sản ổng để lại hết cho con em. Chồng em là con út và cũng là con trai một, nhà thì có điều kiện, cũng không lo làm ăn. Trên chồng em là có 3 chị chồng, em với chồng em chỉ có một đứa con trai đang học đại học năm 2. Em với chồng em đã ly hôn 5-6 năm nay rồi. Tiền học con em nào giờ là bên nội tự cho, ly hôn em cũng không đòi chu cấp gì hết. Còn em thì vẫn đi qua đi lại nhà nội bình thường. Trước khi chồng em mất mấy tháng, bên gia đình chồng có kêu em về chụp hình căn cước công dân để gửi cho họ, để họ đi làm giấy tờ gì đó. Vì trước em chung hộ khẩu nên người ta cần căn cước công dân của em. Chứ khi ly hôn xong, em tự đi cắt hộ khẩu riêng ra luôn. Em chỉ để lại con em ở đó thôi. Em cũng không rành về đất đai nhà cửa bên chồng. Ba chồng em thì ở khu Bình Hưng Hòa á chị. Đất xưa nhiều lắm. Ba em thì lo sợ giải tỏa nghĩa trang Bình Hưng Hòa, gia đình không có chỗ ở, nên mới xây cái căn nhà trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Ba chừa lộ giới trước, sợ sau này nhà nước phóng đường phải đập nhà nữa. Mới đây đường Tân Kỳ Tân Quý mở rộng, có đền bù cho nhà chồng em là 3 tỷ. Má chồng em nói cho chồng em biết. Xong chị chồng em tự nhiên nói với con em là tiền đền bù đó để lấy đi đóng thuế làm giấy tờ đất. Mới có cái lực gì em không rõ, mà đất xưa chưa được làm giấy tờ á chị. Nếu mình làm giấy tờ đất được, mình đi đóng thuế hả chị? Giờ con em nó 20 tuổi rồi, và chồng em cũng đã mất. Má chồng em cũng đã 70 tuổi rồi. Em sợ khi má chồng em 100 tuổi, con em nó không được gì hết. Vì khi ba chồng em mất, má chồng của em không có quyền hạn gì hết. Mọi quyết định là do chị chồng của em hết đó chị. Em mới kêu con em về xin bà nội phần đất của ông nội để lại cho ba con, mà giờ ba con cũng mất rồi, bà nội cho con xin cái phần đó. Má chồng em nói giờ đang làm giấy tờ chưa có xong. Câu này ngày xưa cũng nói với chồng em và một bà chị cùng cha khác mẹ như vậy á chị. Giờ mình đâu có biết được người ta làm giấy tờ xong hay chưa. Em nghĩ là người ta không có muốn chia thôi chị. Vậy em nhờ luật sư hả chị? Chị chỉ cho em với. Mà luật sư như vậy có nhiều tiền lắm không chị? Tại em đi làm công ăn lương. Em mong chị tư vấn giùm em. Em chân thành cảm ơn chị nhiều ạ. Em chỉ mong giải quyết trong nội bộ gia đình. Em không muốn dính đến chuyện kiện tụng, nên em mới kêu con của em về xin trước bên đó coi trả lời như thế nào, rồi mình mới tính đường tiếp theo á chị. Thì qua cái câu chuyện của gia đình này đó quý vị, thì hai vợ chồng đã ly dị đến 5-6 năm rồi. Đó, con trai thì vẫn ở với bên nội, tách cái hộ khẩu ra. Mà sau đó là chồng của em bị đột quỵ mất. Thì khi mà chồng em đột quỵ mất á, thì muốn con trai xin cái phần đất mà của cha mình á, thì bà nội nói là làm cái giấy tờ đất chưa xong. Nhưng mà theo về cái người con dâu này nói á, là tất cả cái quyền hạn hồi cái lúc ba chồng còn sống á, thì mẹ chồng không có quyền hạn gì hết. Mà sau khi ba chồng mất rồi thì tất cả những
quyền hạn làm giấy tờ thì nó lại thuộc cái người chị chồng, chứ má chồng thì 70 tuổi rồi cũng không có quyền hạn gì hết, cái gì cũng nghe lời con gái. Thì em hỏi là cái phần đất của chồng em mất để lại, thì hiện tại bây giờ là bên chồng nói là cái tiền đền bù mà 3 tỷ đó để lấy đóng thuế cho nhà nước. Thì khi mà làm giấy tờ mà đóng thuế cho nhà nước thì nó sẽ có cái biên lai của nhà nước, rõ ràng là biên lai của đóng thuế, thì mình sẽ biết được là cái tờ đóng thuế đó là cái số tiền đóng thuế là bao nhiêu. Nhưng mà theo như chị nghĩ thì nó không đến 3 tỷ đâu. Đó, còn cái vấn đề thứ hai nữa là bây giờ á, là cái phần đất mà của chồng em để lại cho con em á, ví dụ là bây giờ á, là ông ba chồng mất, cái tài sản của ông ba chồng mất á, thì 50, một nửa của ông ba chồng á, thì chồng của em được một phần trong đó, và 50 còn lại là của má chồng của em. Đó, thì bây giờ á, là cái phần đất đó là má chồng nói là đang làm giấy tờ, là chưa có xong, để chờ làm giấy tờ xong đi cái đã. Thì bây giờ em hỏi chị là cái trường hợp này á, là mình có kiện hay không? Trước hết là đi xin bà má chồng trước cái đã, thì để cho cháu nội tới xin, thì bà nội nói là đang làm giấy tờ chưa xong, cứ để làm giấy tờ cho xong đi cái đã. Bây giờ nói về cái mặt mà tình cảm gia đình á, thì em kêu con của em là nên xin bà nội, thì để coi nếu như mà bên bà nội mà chấp nhận mà cho cái phần đất của ba nó để lại mà cho nó, thì ngay trong lúc mà thời điểm mà ông ba chồng mất, để mà làm lại một cái giấy tờ mới là để cho má chồng đứng tên hết cái tài sản đó, thì trước khi mà làm cái tài sản đó đó thì sẽ chia cho cái phần đất của chồng em để cho con em hưởng. Cái đó là về cái mặt mà họ muốn chia thật sự, là về mặt tình cảm. Còn nếu như mà họ không có muốn cho mà nói về cái mặt pháp luật, thì cái phần đất đó để lại cho chồng em là con em được thừa hưởng cái 100% cái tài sản đó để lại. Thì nếu như mà nói theo cái vấn đề mà hết tình nghĩa đó mà để kiện ra tòa đó, thì con em có quyền kiện ra tòa để mà yêu cầu cái phần đất của cha nó để lại. Tại vì khi mà để làm lại cái giấy tờ để cho bà nội đứng tên á, thì tất cả những cái phần tài sản đó thuộc quyền sở hữu của bà nội rồi, chứ nó không còn của ông nội nữa. Tại vì sau khi mà ông nội mất thì cái tài sản đó là tài sản chung, bà nội chỉ có một nửa thôi. Đó, còn có một nửa của ông nội á, là để chia ra cho bốn đứa con với lại bà nội là thành 5 phần. Thì trong cái một nửa của ông nội đó, 5 phần đó có một phần là chồng của em, thì bây giờ con em nó được hưởng. Nếu như lúc đầu mà không làm mà để ra cái tài sản mà để cho bà nội đứng tên á, thì nó sẽ thuộc quyền của bà nội rồi. Thì để sau này mà nếu như con em mà muốn mà tranh chấp á, thì phải chờ bà nội mất đi. Phải chờ bà nội mất đi thì mới tranh chấp được cái tài sản đó. Nhưng mà trong cái quá trình mà sống chung á, thì có thể là bà nội sẽ làm lại cái di chúc. Trong cái lúc mà bà nội còn sống thì bà nội sẽ làm cái di chúc lại cho ba đứa con gái kia, và sẽ không làm di chúc cho con trai của em. Thì con trai của em nó sẽ không có một cái phần nào hết. Chị nghĩ là cái lúc mà để mà kêu chụp cái giấy chứng minh căn cước công dân của em thì chắc có lẽ là các con đồng ý để cho bà má chồng đứng tên. Còn nếu như mà bây giờ con em không có đồng ý ký để cho bà nội đứng tên á, thì cái phần đất của ba nó phải chia lại cho nó, thì phải là chưa ra cái giấy tờ đất đó. Còn nếu đã ra cái tờ đất đó để cho má chồng đứng tên, có thể là em hoặc là con của em đồng ý để cái miếng đất đó cho bà má chồng đứng tên, thì khi mà đã ra sổ bà má chồng đứng tên thì coi như là thuộc quyền tài sản của bà má chồng rồi, thì chồng em nó không còn nữa. Tại vì mình đã đồng ý để tài sản đó lại cho mẹ mình đứng tên, một phần của mình không có lấy, mình để lại cho mẹ mình hết, thì đó sẽ là thuộc quyền sở hữu của mẹ chồng em rồi, thì nó không còn là của chồng em nữa. Cho nên nói về cái mặt mà tình cảm á, thì bà nội á là sẽ cho hẳn luôn một cái đứa cháu nội, thì cứ cho riêng luôn đi chứ mắc cái gì mà phải chờ đợi gì, cho riêng luôn là cắt hẳn ra luôn. Còn nếu như mà họ không muốn cho, họ sẽ dòng do họ nói là chưa làm giấy tờ đồ này kia, tại vì trong ngay lúc làm giấy tờ thì mình cắt luôn, mình làm luôn ngay lúc đó. Đó, thì về mặt tình cảm thì thỏa thuận trong nội bộ, thì má chồng em sẽ cho cái phần đó cho cháu nội liền ngay bây giờ luôn, chứ không có cần phải đợi mà làm giấy tờ hay là cần phải đợi mà này kia, tại vì họ diện lý do họ không muốn cho con em đứng tên thôi. Còn nếu như mà làm thẳng ra thì con em có quyền là kiện ra tòa yêu cầu là cái phần tài sản của ba nó để lại cho nó, chứ nó không có chấp nhận để cho bà nội đứng tên. Em phải suy nghĩ cân nhắc, nhưng mà theo như chị nghĩ là trường hợp này là em nên làm một cái tờ giấy là yêu cầu là cái phần đất của cha nó đó là để cho nó thừa hưởng và sang tên qua cho nó luôn. Thì chị nghĩ như vậy thì nó sẽ an tâm hơn. Tại vì á là có ba người chị chồng, mà trong khi đó em đã ly dị với lại chồng em 5-6 năm rồi, mà bây giờ á là cái phần đất đó có thể là mấy cô mà hả thương cháu thì thôi, còn mấy cô không thương cháu thì nó không cho, không có làm gì được. Tại vì một khi mà đã đồng tiền mà nó làm mờ đi cái lý trí, làm mờ đi cái lương tâm của mỗi con người, thì lúc đó nó không còn là máu mủ ruột thịt nữa, nó sẽ tranh giành.
Và lúc đó thì con em nó sẽ thua thiệt, và cái phần mà kiện tụng là con em nó sẽ rất là mệt mỏi. Nếu như mà để cái phần đất đó mà cho má chồng em đứng tên hết thì coi như nó thuộc quyền tài sản của má chồng em rồi, thì chồng em nó không còn cái gì ở trong tài sản đó hết. Chờ chừng nào má chồng em mất, mà trong quá trình má chồng em còn sống á, thì má chồng em sẽ làm lại cái tờ di chúc để lại cho ba đứa con gái, thì coi như là chồng em chẳng còn một miếng nào luôn. Cho nên con em là học đại học năm 2 thì nó cũng lớn rồi, nó cũng đã đủ nhận thức, nó biết rồi, và nó cũng đã tự đủ đứng cái tờ đơn để mà khởi kiện ra tòa để yêu cầu là nhận cái phần đất của cha nó để lại cho nó. Chứ nếu như mà không thì để ra cái giấy mà để cho bà nội đứng tên á, hết cái tài sản đó thì coi như là cái phần đất của cha nó là đã chấp nhận cho bà nội luôn rồi, chứ không phải là cho nó. Chị hy vọng rằng là trong cái gia đình của bên chồng em sẽ xử lý hợp tình hợp lý và thương cháu nội để cho cháu nội có một cái phần đất của cha nó để lại. Rồi bây giờ tiếp theo về cái phần của anh Hề Lê Lết đây quý vị. Thật ra là tôi thì nó rất là ngộ quý vị, có rất là nhiều kênh YouTube là tôi không có nói chuyện và tôi cũng không có đụng chạm gì đến họ. Nhưng mà tự động họ moi tôi ra và họ xúc phạm một cách phải nói là rất là vô cớ và nặng nề quý vị. Ví dụ như là người ta có đá động gì tới mình, người ta kêu tới mình thì không nói. Bây giờ cái vấn đề vừa rồi là cái anh Hề Lê Lết đó quý vị, là đã tự nhiên đem tôi ra cá độ. Đem tôi ra cá độ là kêu là thỏa thân đi từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nhuận đi về Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi. Quý vị coi coi là một cái người mà của công chúng cũng gọi là một nghệ sĩ mà lại mở miệng lên là nói theo cái kiểu đó, mà trong khi đó phải chi tôi nói cái gì đến anh ta thì anh ta mới mở miệng anh ta nói với tôi như vậy. Và tôi nghe nói rằng là anh lại lên clip tiếp tục và anh nói tôi về cái vấn đề là cá độ nữa. Và anh nói là bạn của cha anh là làm ở trong bộ tư lệnh. Tôi nói cho anh biết, anh ở bên Mỹ, chắc có lẽ anh ở bên Mỹ lâu quá rồi, anh tự do ngôn luận riết rồi anh quen. Còn ở Việt Nam á, dù là con của ông bộ tư lệnh đi nữa, nếu như làm sai vẫn xử theo pháp luật bình thường. Trong khi đó đằng này anh nói là bạn của cha anh, thì bạn của cha anh có dính líu gì? Bạn của cha anh là nếu như mà anh làm sai thì bạn của cha anh dám binh anh không? Phải chi anh nói là cái người đó là cha của anh thì tôi không nói. Tự nhiên anh đem ra anh khè tôi để làm gì? Trong khi đó là người vi phạm pháp luật chính là anh. Anh mở miệng ra anh xúc phạm tôi trước, nếu như anh ở Việt Nam. Còn bây giờ tôi không đá động gì tới anh mà tự nhiên anh đem anh khè ra anh nói rằng là bạn của cha anh là làm trong bộ tư lệnh. Vậy thì anh đưa tên ra cái người đó là ai để cho tôi biết, để tôi đến tôi gặp mặt, tôi xin thưa và tôi trình bày với lại cái người đó, cái bộ tư lệnh đó, là tôi bị anh xúc phạm tôi như vậy đó, thì chú thấy như thế nào hoặc bác thấy như thế nào, đúng không? Để tôi đến tôi gặp, để tôi xin ý kiến của họ, tại vì họ là người lớn, để họ phân xử giùm tôi là trong cái câu chuyện giữa tôi với anh á thì ai là người sai và ai là người xúc phạm. Nếu như ở trong bộ luật á thì ai sẽ là người dính vô trong cái bộ luật của Việt Nam, đúng không anh? Tự nhiên cái là bây giờ anh đè, anh đòi, anh đưa tôi ra, anh nói là anh cá độ đồ này kia. Rồi giờ đưa ra bắt đầu là cá độ 100 tỷ. Anh ơi, thường tôi thấy á, là những cái người mà không có một cái gì trên răng dưới tấn túc á, thì lại hay có cái kiểu như cá độ. Bây giờ tôi thì tôi không có cái vụ cá độ 100 tỷ, nó nghe ghê quá. Bây giờ nói như thế này, là mình cá là cá vậy, nó không có liên quan, tại vì tôi không có liên quan trong cái câu chuyện và không có quen biết bất kỳ ai trong cái drama bên kia hay là bên đây. Tôi không có liên quan và tôi cũng không phải anh hùng mà đi binh để mà đem tài sản mình ra cá độ. Tôi không có cái vụ đó nha. Còn nếu như bây giờ anh muốn cá độ thì tôi với anh cá như thế này này. Bây giờ cái kênh YouTube này và cái kênh YouTube của anh đóng lại trong vòng một năm, không nói về cái drama này nữa. Anh dám chơi với tôi không? Và nếu như mà ai vi phạm, ai không làm được sẽ thua 100.000 USD. Bây giờ tôi cho anh đem tài sản của anh ra đó. Bây giờ tôi sẽ cá với cái tài sản, với cái tầm của anh. Chứ tôi không có cá theo cái kiểu như mà ngông cuồng ở trên mạng mà nó là một cái con số bằng lá mít nha. Bây giờ tôi cho tài sản của anh đó, anh gom hết tài sản của anh được bao nhiêu? Bây giờ anh gom hết tài sản của anh, tôi cho nó là 100.000 đô đi. Thì bây giờ tôi sẽ cá với anh 100.000 đô là không chơi YouTube nữa, không làm YouTube nữa, ha. Đóng YouTube này trong vòng một năm, không nói về vấn đề YouTube này nữa. Anh dám cá với tôi không? Và 100.000 USD đó chơi tiền mặt nha, chứ không chơi tài sản nha. Chơi tiền mặt liền, đưa ra công chứng đàng hoàng là không bám vô trong cái drama này để nói nữa nha. Cái YouTube này, không lên YouTube này trong vòng một năm. Anh chơi không? Giờ anh cá với tôi không? Tại vì tôi thấy là bản thân của anh là đang bám vô để bợ đích cái con vô ơn kia. Trong khi đó anh chả biết con vô ơn đó là ai. Và trong khi là tôi nhớ rằng là tôi đã theo
cái drama này. Tôi là người dẫn đầu để mà phân tích trong cái câu chuyện này, và hình như là đến 6-7 tháng rồi bắt đầu anh mới nhào vô. Và tôi nhớ hồi lúc đó tôi có báo cho các em vô ơn á, tôi nói là cái anh Hề Lê Lết này cũng lên binh em dữ lắm nè. Em biết cái em vô ơn đó trả lời như thế nào không? Lợi dụng thôi chị ơi. Họ lợi dụng để họ bám vô thôi. Chị coi chừng kẻ xấu. Anh có biết là cái em vô ơn đó nói anh như vậy không? Lúc đó tôi đã có báo em vô ơn, tôi nói rằng là cái anh này cũng binh vực em dữ lắm đó, anh là người sĩ binh vực em dữ lắm đó. Em đó tát một cái gáo nước lạnh vô trong mặt của anh là: chị ơi, coi chừng họ trà trộn đó, họ là người xấu đó chị. Thì bây giờ dòm vô là biết là anh bám. Cái thứ nhất là ở bên Mỹ, anh là một người thất nghiệp, sống vào cái đồng tiền trợ cấp của đất nước Mỹ. Cái thứ hai nữa là trước khi mà anh làm cái YouTube này, tại vì anh không còn diễn nữa, anh là một cái nghệ sĩ Hề, nhưng mà Hề lâu năm trước đó rồi. Bây giờ là anh thất nghiệp. Và tôi cũng nói thật với anh biết là tất cả những người mà nghệ sĩ đi qua bên Mỹ đa số là không có làm nghề được, là nghỉ luôn, chọn một cái nghề khác. Giống y như là cái cô Thanh Thanh Tâm cũng vậy, cũng chọn một cái nghề khác để làm. Và cũng giống y như là chị Phương Hồng Thủy cũng vậy, cũng chọn một cái nghề khác để làm. Và chị Tài Linh cũng vậy chứ đâu có chọn nghề đâu. Mà người ta là nghệ sĩ dây chính không á, mà qua bên Mỹ người ta còn không theo nghề được, người ta phải chọn một cái nghề khác để sinh sống. Trong khi đó anh là một cái thằng Hề, mà Hề cái dạng giống y như là vai phụ thôi, thì làm sao mà có đất diễn được. Thì anh thất nghiệp, anh làm một cái nghề là chạy xe taxi Uber đó. Thì bắt đầu anh bám vô trong cái drama này, anh nịnh, anh viết những cái bài đó, anh thấy là khán giả theo dõi nhiều quá, bắt đầu anh lập ra một cái kênh YouTube. Thì bây giờ tôi cho anh anh cá theo cái khả năng của anh, theo cái tài sản của anh. Và tôi không cá dính vô trong cái drama này nha. Tôi chỉ cá vì cái vấn đề là làm kênh YouTube mà thôi ha. Tôi chỉ cá như vậy thôi. Còn anh đừng nói là đem ra cái con vô ơn là con hợp pháp hay con không hợp pháp, không liên quan tới tôi. Đừng có đem đó ra cá độ với tôi. Và anh đừng có đem là ra cá độ với lại cái con mà đầu đường xó chợ, tại vì tôi không có liên quan mắc mới gì, tự nhiên đem tài sản của tôi ra để cá độ với anh, đúng không? Bây giờ tôi chỉ cá anh về cái vấn đề nè, đóng kênh YouTube không làm. Trong vòng 1 năm không làm, chơi không? Đó, mà phải chơi tiền mặt. Và tôi bảo đảm, anh mà gom hết cái tài sản của anh ra đó, tôi chưa chắc anh được 100.000 đô. Tôi cho anh 100.000 đô luôn, cá bằng tiền mặt nha, bay về Việt Nam. Tại vì á, tôi là muốn đi qua Mỹ nó cực lắm. Người Việt Nam muốn đi qua Mỹ phải xin visa rất cực, nhưng mà người ở bên Mỹ bay về Việt Nam thì lại rất là lẹ. Cho nên anh hùng mà, bay về Việt Nam đi, rồi ra công chứng đàng hoàng nha. Và đừng có nói cái tiền đó cho ai. Nếu như tôi thắng, tôi sẽ lấy 100.000 USD của anh. Còn nếu như anh thua, anh sẽ lấy 100.000 USD của tôi và bỏ tiền mặt ra nha. Tiền mặt chứ không có đưa tài sản, đất đai hay là gì hết trơn. Không có đem nhà, cửa, xe, cộ gì ra hết, mà là tiền mặt đàng hoàng. Tôi sẽ rút ra đúng tiền mặt 100.000 USD, tương đương với lại 2.4 tỷ. Tôi cá độ với anh, tại vì bản thân của anh, tài sản của anh, kéo hết tài sản của anh, tại anh ở nhà thuê làm gì có. Tôi cho anh để dành được 100.000 USD đó. Tôi sẽ cá độ với anh 100.000 USD, anh chơi không? Sao mà tự nhiên đem ra là cá độ những cái chuyện vô cớ, phải chi tôi mở miệng lên tôi cá độ á. Những cái nào mà nó có liên quan á thì anh mới lên anh nói với tôi, còn cái này tôi đâu có đâu mà anh môi tôi ra cá độ chi vậy? Hả? Đúng không? Rồi bây giờ nè, cái bài này của anh như thế này đây quý vị, yêu cầu những người dân đừng có nhận người quen và chà đạp gia đình người ta. Chuyện gia đình người ta hãy để người ta giải quyết. Cái câu này anh nói anh mới đúng nè. Cái câu này phải nói là nói đúng nè. Nên dừng cái việc nhìn là người quen hen. Chuyện gia đình người ta để người ta giải quyết, đâu phải chuyện gia đình anh, đúng chưa? Vậy thằng Sạc và con Tiên là có quyền gì chà đạp gia đình của con vô ơn, con Cúp Bế, con Hugo, con Sammy, con Á Hậu, con Bánh Tét, con Cá Bảy Màu, Phong Cá Tra, Thành Hấp Diêm, YouTube Gà Trống. YouTube Gà Trống là ai ta? Rồi nguyên một bầy nick ảo là người gì, gia đình giải quyết kiểu gì, gia đình giải quyết làm sao mà tập hợp nguyên một cái đám phóng viên đưa tin ngày 7 tháng 3 dậy, gia đình giải quyết kiểu tao họ gì kệ mẹ tao hả, giỡn chơi hoài vậy bà nội ơi. Có ai nghĩ là những lời này của một người nghệ sĩ nói không quý vị? Bây giờ tôi nói vào trong cái lời văn của anh nè. Cái vấn đề là chuyện gia đình của người ta để cho người ta giải quyết thì đó là nên dành cho anh ha. Tại vì á là trong cái câu chuyện này nó không có liên quan gì đến anh. Anh chỉ là một người dân và anh cũng chỉ là một cái thằng Hề tập tành làm nghề YouTuber, đúng không? Anh lên anh đè, anh chửi hết những người ở trong đây. Và trong đây tôi nói cho anh biết nè, chính bản thân tôi không có liên quan gì trong cái vụ việc gia đình của họ.
Tôi chỉ nói về cái vấn đề tranh chấp tài sản. Nếu như ai đúng, nếu như ai không sai thì cái tài sản đó sẽ thuộc về người đó mà thôi. Đúng không? Cái đó là để pháp luật xử. Mình đâu phải pháp luật đâu mà mình đứng ra là mình phán cho à người này thắng và người kia thua. Đúng chưa? Mình không có quyền phán về trong vấn đề đó. Nhưng mình có quyền lên ý kiến về cái lối sống của họ, cái đạo đức của họ. Tôi đang nói về cái lối sống và đạo đức của họ chứ tôi không nói về cái vấn đề tranh chấp tài sản. Tại vì cái vấn đề tranh chấp tài sản là nó có luật họ xử hết rồi. Mình là dân, mình chỉ ngồi mình coi thôi. Còn anh là cái gì? Anh là người thân trong nhà hay sao mà anh xía vô? Tôi thấy anh xía vô rõ ràng. Anh cũng là một trong những người mà anh đang nêu ở trong đây. Anh nêu ở trong đây là cái con cúp bế, con Hugo, con Sammy. Cúp bế Hugo là ai ta? Sammy, bánh tét cá bảy màu là tôi biết chắc chắn là đè nói tôi nè. Đó. Thì anh là cũng một trong những con người ở trong đây, anh kêu tên, anh cũng là một trong những người ở trong đây, anh xía vô chuyện gia đình của người ta đó. Đúng chưa? Cho nên anh bớt cái miệng anh lại. Là đàn ông kiếm tiền, ví dụ như là bây giờ anh đi ra ngoài anh ăn xin cũng được. Nhưng mà anh ăn xin thà anh chấp nhận anh nghèo anh đi xin. Chứ đừng có kiểu mà anh giả nhân giả nghĩa theo cái kiểu là mình là người tốt, trong khi đó mình đang đi bợ đích. Mình đang đi bợ đích một cái đứa sống vô ơn. Tôi nói vấn đề sống vô ơn thôi. Còn cái việc mà thắng thua, cái chuyện đó là chuyện nhà của người ta. Tôi không có rảnh mà tôi xía vô. Còn bây giờ nếu như mà anh nói mà anh đem đi cá độ, đừng có cá độ cái vấn đề thỏa thân nha. Đừng có cá độ về cái vấn đề mà này kia, tại vì đó không liên quan. Tôi chỉ cá độ trong cái vấn đề mà làm YouTube nè, có cái kênh YouTube. Đóng kênh YouTube không làm nữa. Đúng không? Không kiếm tiền YouTube nữa. Hả? Bây giờ tôi chơi với anh là tôi đóng cái kênh YouTube này. Anh đóng cái kênh YouTube của anh. Không nói. Không nói vô nữa, tại vì tôi biết chắc rằng tôi đóng cái kênh YouTube này, tôi cũng vẫn sống phè phỡn. Tôi vẫn giàu sang hơn anh đó. Tôi vẫn có ăn hơn anh đó. Còn nếu anh đóng cái kênh YouTube hiện tại bây giờ anh đang đu bám vô trong cái con vô ơn này để anh kiếm tiền đó, tôi bảo đảm rằng anh đóng một cái là anh đói liền ngay lập tức. Anh không có cái gì để anh sống luôn. Anh dám chơi với tôi không? 100.000 đô thôi. Tôi lấy hết tài sản của anh. Còn nếu anh gom hết tài sản của anh mà tiền mặt á nha, tiền mặt á, anh gom được bao nhiêu thì tôi chơi với anh bấy nhiêu. Anh gom được 50.000, tôi chơi với anh 50.000, chơi bằng tiền mặt nha, chứ không có tài sản gì hết. Đó. Mà nếu như anh gom được 100.000, tôi sẽ chơi anh 100.000. Mà anh gom được 200.000, tôi sẽ chơi với anh 200.000 bằng tiền mặt, chứ không cần là tài sản. Giống y như là cái con hầu tiền nó đi cá, không cần tài sản đó, tôi cần tiền mặt tôi chơi với anh, anh dám không? Còn nếu như không, anh câm cái miệng anh lại. Anh đừng có mở miệng, anh đem cái tên tôi ra. Tại vì hên cho anh là anh ở bên Mỹ, chứ anh ở Việt Nam là những cái ngôn từ này là anh ăn một cái tờ đơn của tôi rất là nặng rồi. Anh đem ra anh khè, anh nói là bạn của ba anh là làm trong bộ tư lệnh. Ủa, bạn của ba anh làm trong bộ tư lệnh là tức là anh làm sai, anh làm vi phạm pháp luật, là bạn của ba anh sẽ là người cứu anh hay sao? Luật ở Việt Nam tôi rất là tin tưởng. Tất cả những người nào vi phạm pháp luật, dù con ông cháu cha, vẫn đem ra xử bình thường. Thậm chí nếu như con cháu của họ mà làm sai á, là có thể họ sẽ bị ảnh hưởng và rớt cái ghế của họ luôn. Chứ không phải là nói đem ra mà làm con ông cháu cha bắt đầu khè người ta. Anh khè người ta hả? Nếu như mà cha của anh á, mà quen những cái ông lớn ông bự vậy, sao anh không chịu về Việt Nam đi? Anh dựa vô cái mối quan hệ đó để anh làm ăn. Chứ đâu có thể nào mà anh lên anh ngồi anh làm YouTube để kiếm tiền dơ như vậy. Một ngày lên tới mấy like luôn. Bởi lúc đầu tiên khi mà tôi đưa những cái bài đăng của anh cho cái em vô ơn đó, em vô ơn đó nói rằng là câu view bám vô để kiếm tiền thôi chị ơi, nên nhớ cái câu đó nha. Để tôi lục cái tin nhắn đó ra rồi tôi đưa lên cho mọi người xem. Em vô ơn có nói câu đó với anh Hề Lê Lết này đó quý vị. Bỏ cái tấm đó, còn nếu như muốn cá là hồi nãy tôi đưa ra cái kèo đó cho anh rồi đó. Cá cái đó với tôi nha, tiền mặt. Giờ bắt đầu quay trở lại cái vấn đề của cái em mà Mã Lai đi quý vị. Em đầu đường xó chợ. Lý do tại sao tôi đặt cho cái câu này. Và nếu như ai mà vẫn còn đang thần tượng theo cái kiểu thiếu kiến thức mà u mê, thì tôi xin tất cả những người đó hãy động viên. Động viên cái em Mã Lai này đó quý vị. Là nên về nè. Phe. Tại vì mình á, là một người đại gia ngàn tỷ mà quý vị. Một người đại gia ngàn tỷ mà lại vì một cái người dân đến để giúp đỡ người đó nay gần một năm rồi. Nếu gần một năm rồi á, thì bây giờ nè, mình quay cái biệt thự của cha mẹ mình ở đi. Đúng không? Hôm bữa là nói là mình đi về quê để mà mình đi đám cưới. Đó. Mình về quê mình đám cưới thì cũng là like ở trên xe. Xong bắt đầu đi vô trong cái đám cưới cũng like quay cái mặt không à. Chứ không dám quay cái đám cưới luôn quý vị. Đó. Thì tại sao mà mình đi về quê, mình là một cái người mà đàng hoàng, mình là một cái người giàu sang, mình là một cái người phải nói là quý phái sang quý sở tộc gì đó,
Thì khi mà mình về quê mình phải quay cái căn nhà, cái biệt phủ của cha mẹ mình để cho người ta biết, à đây là quê của tôi đây nè quý vị, đây là cha mẹ của tôi đây quý vị, con cái tôi nè. Tại sao mà mình không chịu quay lên? Tôi thú thật với quý vị á, là trên đời này một trong ba những cái mục này mới là không dám rõ danh tính lai lịch của mình quý vị. Một là trinh sát. Trinh sát tức là người ta sợ đưa lai lịch gia đình của họ lên nó sẽ bị nguy hiểm. Thì những người mà làm trong ngành trinh sát á, thì dĩ nhiên là họ rất là bí mật. Nhưng mà bảo đảm là cái em Mã Lai này nó không có nằm là trinh sát rồi, nó không phải là trinh sát của công an rồi quý vị. Rồi, cái mục thứ hai là sao? Mục thứ hai là không dám đưa lên gia đình của mình, không dám công khai chỗ ở của mình đó quý vị, là trốn nợ. Tức là tôi có một cái vị khán giả nói là chị ơi chị nói đúng đó, tại vì em là người trốn nợ cho nên em không bao giờ em dám đăng gia đình của em không bao giờ dám đăng bất kỳ một cái gì đó. Thì cái vấn đề thứ hai là trốn nợ. Thì trốn nợ hay không thì không biết em Mã Lai này đúng hay không nha quý vị. Bắt đầu tới vấn đề thứ ba, tức là mình là một cái người phạm tội lai lịch bất chính bất minh đó quý vị, thì mới là giấu không cho cộng đồng mạng biết là gia đình của mình ở đâu, nhà của mình ở đâu, đúng không quý vị? Mà tàn lai á, quý vị thấy em Mã Lai khi mà lai á là một là ở trên xe, còn hai là ngồi một chỗ ở đằng sau có một cái bức tường thôi quý vị, và thấy cái mặt không à, chứ không phải thấy toàn cảnh giống y hệt như tôi đây quý vị đó. Thì quý vị phải đặt câu hỏi là cái em Mã Lai này là người như thế nào. Còn nếu như mà fan của cái em Mã Lai á đó, fan mà đang u mê, tôi không hiểu là tất cả những người đó họ như thế nào và cái kiến thức của họ ra sao. Tại sao mình thích lại thích đi ủng hộ một cái người mà lai lịch không rõ ràng quý vị? Hả, nếu vậy á, thì mình nên ủng hộ cho cái người mà mình đang thần tượng á, là về quay cái gia đình ở quê mình đi. Ví dụ như là mình nói là mình sống ở bên Úc, mà trước đó là đầu tiên nó đã có cái sự mà giả dối rồi, mà tại sao những người đó nhìn không ra ha? Chứ thật ra là khán giả của tôi nhìn á, là biết là cái con người của cái em Mã Lai là một người giả dối rồi. Đầu tiên nói là mình là người quốc tịch Úc, không hề sống ở Mã Lai, phủ nhận rõ ràng là mình không hề sống ở Mã Lai. Nhưng mà sau đó thì lại lòi ra là mình sống Mã Lai. Cái bắt đầu nó bây giờ tôi sống ở Mã Lai chứ không phải quốc tịch bên Úc. Thì quý vị đã thấy là những lời nó đã chênh lệch với nhau rồi, nó khác nhau rồi, đúng không quý vị? Rồi, bây giờ ở Mã Lai mà lại không về Mã Lai được, bị người ta lên tố giác mình, nói mình là người bị truy nã ở bên Mã Lai, mình là cái người mà đi ăn trộm, ăn cướp cái tài sản của người khác và có đưa lên hình ảnh đàng hoàng. Đó, vậy thì bây giờ một cái người lai lịch đàng hoàng, mình phải lo cho gia đình của mình. Đầu tiên nè, tôi xin tất cả những người mà đang ủng hộ em ấy đó, là hãy động viên, cổ vũ em ấy là đi về quay cái biệt phủ của cha mẹ của mình ở quê là một. Tại vì nếu như mà là cha mẹ của một người đại gia ngàn tỷ đó quý vị, thì không thể nào ở một cái căn nhà cấp 4 lụp sụp được. Từ cái chỗ căn nhà cấp 4 lụp sụp cho nên em ấy đi về quê không dám quay căn nhà của mẹ mình lên cho mọi người xem, đúng không? Vậy thì bây giờ nè, bỏ tiền ra bạc tỷ đồng, bỏ thời gian cả năm trời để giúp một người dân đó, mà trong khi đó là xây một cái căn nhà khang trang cho cha mẹ mình còn không xây được. Tại 1 tỷ đồng mà nếu như xây một cái căn nhà cấp 4 ở dưới quê nó cũng rất là khang trang và xinh đẹp rồi đó quý vị. Mà tại sao cha mẹ mình không xây cho cha mẹ mình một cái căn nhà khang trang đàng hoàng, mà lại lấy 1 tỷ đồng đó để đi giúp một người dân, rồi bỏ thời gian 1 năm trời để mà bên cạnh người dân đó, thì quý vị có tin không? Mọi người hãy bình tĩnh giùm tôi. Ví dụ như là mình thấy người nào tốt, đi giúp đỡ người nào đó, thì dĩ nhiên mình phải ủng hộ những cái việc làm đó. Nhưng mình phải coi lại là cái người đó có thật sự là người tốt hay là giả người tốt để lừa đảo những người trên cộng đồng mạng. Tại vì thời buổi bây giờ lừa đảo nó nhiều lắm quý vị ơi. Rồi, cái vấn đề thứ hai, nói rằng chồng mình là một đại gia, tại sao mình không quay chồng mình lên? Hai nữa là tất cả, nếu như một con người hạnh phúc á, thì lúc nào người ta cũng đăng chồng người ta, đăng gia đình người ta hết. Quý vị vào xem cái Facebook của em ấy đi, không bao giờ đăng chồng và con của mình. Thì có cái gì đó mình mới không dám đăng chồng với con mình lên, đúng không quý vị? Thì bây giờ quay trở lại, nếu như một cái gia đình hạnh phúc á, thì chồng với con mình đăng lên chứ không bao giờ đăng người dân. Không bao giờ đăng người dân, mà quý vị thấy là trong cái Facebook của các em Mã Lai hầu như đăng người dân không, chứ không có gia đình ở trong đó. Đó, vậy thì chồng đại gia ở đâu, con cái của mình ở đâu? Thì bây giờ nè, bỏ con cái đi, bỏ cha mẹ qua bên, bây giờ đến là giúp đỡ cho một cái em người dân. Thì gần nguyên 1 năm trời mà mình là đại gia, mà tôi cũng đã nói rất là nhiều lần, mình là đại gia, mà nếu như mình quyết định mình về Việt Nam, mình giúp một cái gia đình, mình giúp một cái em đó, ta mua một cái căn nhà ở quận 2, đúng không? Tại vì nhà mua bán đâu có lỗ đâu quý vị.
được quyền mua mà quý vị, em ấy vẫn là người Việt Nam, còn quốc tịch Việt Nam, vẫn mua được nhà Việt Nam mà, đúng không? Thì mua một cái căn nhà đó để dành để mình ở, mình thuê người ở, mình thuê tài xế, mình thuê vệ sĩ để theo phục vụ cho mình. Tại vì một đại gia tới 8-9 ngàn tỷ, không có đơn giản đâu nha quý vị. Thì mình mua một cái căn nhà chỉ có 20 tỷ chứ nhiêu. Một cái biệt thự ở bên quận 2 20 tỷ là mua được rồi quý vị. Đó. Rồi mua thêm một cái chiếc xe, mua thêm một cái chiếc siêu xe. Bây giờ là tôi không cần nói phải mua Rolls Royce đi, mình mua một cái xe mẹt bình thường thôi, chiếc mẹt bình thường khoảng tầm 3 tỷ mấy 4 tỷ đó quý vị, để phục vụ cho công việc của mình. Mình là đại gia là không thể nào, mình là một người mà có nắm một cái số tiền mà 8-9 ngàn tỷ như vậy đó quý vị, thì không thể nào mà đi xe Grab hết trơn, và không thể nào đi xe công cộng quý vị, mà người ta sử dụng xe riêng và có tài xế đàng hoàng đó. Thì tại sao tới thời điểm này gần cả năm trời rồi vẫn không có một cái chiếc xe riêng của mình để mà mình đi để phục vụ cho mình, mà toàn là đi xe ké nè, rồi đi xe Grab nè, đi xe công cộng nè. Thì những người mà đang ủng hộ cái em Mã Lai này có thật sự đủ kiến thức để nhìn ra là một người đại gia như vậy không? Hả, những người mà đang u mê mà cái em mà đang tạo ra cho mình là một cái đại gia pha ke đó quý vị, dòm vô là biết rồi. Mà tại sao? Bây giờ đơn giản thôi, nếu như mà nói tôi nói sai, thì bây giờ khuyên cái em mà Mã Lai đó đi về quê của mình, quay cái căn nhà của cha mẹ mình đi, ở quê đó quý vị. Đó. Rồi xong rồi á, đi về bên Mã Lai quay cái gia đình chồng con của mình đi, chồng mình là đại gia như thế nào, ở nhà tôi vậy nè chị, đó, để cho tôi câm cái miệng tôi lại, đúng không quý vị? Nếu như mà những lời tôi nói là không đúng chính xác, tại sao trong thời gian tôi nói biết bao nhiêu lâu rồi mà đi về quê mình chỉ quay ở ngoài đồng ruộng, quay đường đi chứ không bao giờ quay nhà của mình, là tại sao? Là tại vì nhà của mình là một cái nhà sụp lập sập rất là nghèo. Thì nếu quay lên thì làm sao cộng đồng mạng tin tưởng được là em ta có lòng tốt để bỏ tiền tỷ ra để giúp một người dân, trong khi đó nhà mình thì lại rất nghèo quý vị. Rồi tôi nhớ có một lần đó là cái em mà nhà báo là đăng là ca ngợi em này là một cái phát thanh viên của đài truyền hình An Khê. Đó. Thì nếu là một người phát thanh viên của đài truyền hình An Khê là dân có học, cũng là gia đình khá giả, thì tại sao lại đi lấy chồng bên Mã Lai? Trước tiên tôi xin lỗi tất cả các anh chị em cháu luôn mà có lấy chồng Mã Lai, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Những người người ta nghèo, người ta muốn đi lấy chồng nước ngoài để thay đổi cuộc sống của người ta, người ta thay đổi công việc của người ta để chi? Để giúp đỡ cho gia đình của mình, đúng không quý vị? Còn nếu như mà một người mà người ta nhà gia đình người ta khá giả đó thì không bao giờ đi qua bên Mã Lai lấy chồng, đúng không quý vị? Đó. Thì mình là một người là phát thanh viên của đài truyền hình An Khê mà lại là đi lấy chồng Mã Lai, thì nếu đi lấy chồng Mã Lai là để làm cái gì? Để cho giúp cho cha mẹ mình có cuộc sống khá giả hơn. Vậy thì cuộc sống của cha mẹ mình hiện tại bây giờ như thế nào, đúng không quý vị? Và bây giờ đã là Tết rồi, Tết rồi thì đáng lẽ là phải về với lại gia đình. Chồng con nào mà để cho cái con vợ mà lại bỏ gia đình đi, mà tới Tết nhất rồi mà tới năm đứa con. Tôi thú thật với lại quý vị, nếu như là một người mẹ nha, một người mẹ mà có con, không ai bỏ con mình tới cỡ đó. Thậm chí là người ta bỏ chồng, người ta không quan tâm đến chồng, nhưng con người ta không bao giờ người ta bỏ được. Còn đằng này, con tới năm đứa con mà lại không quan tâm đến con mình, bỏ ơi nó đi học thì nó học, kệ nó làm gì làm, kệ nó ha, tao ở đây tao giúp một người dân được rồi, còn con tao có người lo. Ơi mẹ nào vậy quý vị? Người vợ nào là như vậy? Một người vợ mà lo cho gia đình là luôn luôn ở bên cạnh để quản lý công việc của chồng mình làm, rồi để quản lý việc học hành của con nè, quản lý cái con mình nó giao du với ai rồi này kia. Năm đứa con không phải chuyện đơn giản quý vị. Tôi chỉ có một đứa thôi mà tôi không bao giờ mà tôi bỏ con tôi lâu quý vị, tại vì tôi sợ nó ở nhà nó đi học hành ra làm sao, rồi nó có đi chơi không, nó có trốn học đi chơi không, đủ thứ chuyện trên đời. Còn đằng này mình có năm đứa con, bỏ con mình bù lăng bù lóc để đi giúp đỡ một người khác. Nói đại khái bây giờ giống như là một cái quản lý cho một cái em vô ơn vậy đó quý vị, quản lý cho một cái đứa diễn viên nghiệp dư chứ không phải là quản lý cho một cái đứa diễn viên nổi tiếng nữa quý vị. Vậy thì cho nên là phải đổi lại là vì tiền mà đến nha quý vị. Những người mà đang u mê, hãy chuyển lời này của tôi đến cái em Mã Lai đó, phải chứng minh cho mọi người thấy mình là một người đại gia thật sự. Cái thứ nhất, cha mẹ của mình nè, nhà cha mẹ mình đang ở như thế nào? Tại vì một khi mình đã đi ra ngoài giúp đỡ cho người dân bạc tỷ kiểu đó thì cha mẹ mình ở nhà như là một ông hoàng bà chúa, ở một cái biệt phủ rất là sang trọng mới đi ra ngoài giúp người ta bạc tỷ quý vị. Còn nếu như cha mẹ mình ở một cái căn nhà lợp xợp, nó không phải sung sướng như ông hoàng bà chúa, thì cái việc mà nói đi ra ngoài để giúp đỡ bạc tỷ thì đó chỉ là một cái sự giả tạo để mà lừa gạt người khác thôi quý vị. Nó sống nó giả tạo như vậy
mà tại sao những người vẫn còn u mê, vẫn lên ủng hộ nó là như thế nào quý vị? Tức là những cái gì mà liên quan tới cái em này đó quý vị, thì hay có cái vụ lên giải thích. Lên giải thích, rất là thích giải thích nha quý vị. Cái vấn đề của cái em mà tiết bông á, mà lên tố mình cũng lên giải thích. Nếu thật sự đặt trường hợp là tôi đó quý vị, tôi mà bị em tiết bông mà đưa lên mà tố như vậy đó quý vị, thì tôi sẽ là người mà đi kiện em tiết bông để lấy lại danh dự của mình quý vị. Tại vì người ta đưa lên vu khống cho mình là đi ăn cướp nè, đưa lên vu khống cho mình á là bị lệnh truy nã nè, mà người ta lên người ta phốt mình vậy, kiện để lấy lại danh dự của mình quý vị, không kiện mà lên chỉ ngồi giải thích. Rồi xong tới cái vấn đề của cái em mà Bi Thái Tử đợt vừa rồi mà lộ cái tin nhắn ra đó quý vị, lại lên giải thích thứ này thứ nọ. Là sao quý vị? Là lên nói là trong lúc thời điểm đó là tại vì á là em Bi Thái Tử là bị lôi kéo trong nhóm, lại Bi Thái Tử chơi thân nhất với ai? Chơi thân nhất với lại em Nha Khoa đó. Thì lúc thời điểm đó là em Nha Khoa với lại cái anh Nguyên Gió đó là đang có cái vấn đề về quay cái MV cướp ý tưởng đó. Xong bắt đầu em Nha Khoa lên chửi Nguyên Gió quá trời, là em Bi Thái Tử này là về phe của em Nha Khoa đó. Thì mở miệng ra nói rằng lúc đó là tại vì em Bi Thái Tử là bị lôi kéo á. Cái lúc thì lên nói bạn bè, tại vì mượn cái em Nha Khoa đó lên để chửi tôi, để chơi tôi. Thì lúc đó lên nịnh em Nha Khoa, nói là chúng tôi vẫn là bạn, chúng tôi vẫn tin nhắn gọi điện qua lại với nhau thôi đó. Bắt đầu cái chuyện của Bi Thái Tử thì lại đưa lên là lại đổi thừa là lúc thời điểm đó là em Bi Thái Tử bị lôi kéo. Vậy chẳng khác nào nó đang đổi thừa em Nha Khoa lôi kéo Bi Thái Tử rồi quý vị. Tại vì Bi Thái Tử chỉ chơi thân với một mình em Nha Khoa thôi. Và quý vị biết tại sao không? Em Bi Thái Tử chơi chung với nhau, em Bi Thái Tử rành quá, không dám lên post quý vị. Tại vì Bi Thái Tử nó biết được cái năng lực của nó. Cái thứ hai nữa là nó bán hàng online để sống đó. Thì bây giờ nó cứ im đi để có cái lợi cho nó. Dù sao là những người mà gọi là bên phe chính nghĩa đó là ủng hộ đó, ủng hộ cái em Mã Lai giả tạo nè, ủng hộ cái em vô ơn nè. Thì em Bi biết như vậy nhưng vẫn im. Im là để làm chi? Để cho những khán giả đó vào ủng hộ mua cho em Bi, nó mới không lên tiếng quý vị đó. Chứ nếu như mà nó không bán hàng online, nó không có làm gì dính líu ở trên mạng, tôi bảo đảm quý vị nó cũng lên nó nói sự thật giống y hệt như tôi hiểu quý vị. Vậy thì cũng lên giải thích là ngay lúc đó là tại vì MB bị lôi kéo mới vậy, cho nên không trách MB, vậy là trách em Nha Khoa hay sao? Đúng không? Là đổi thừa là em Nha Khoa lôi kéo MB cho nên làm Bi mới vậy. Trời ơi, những cái chuyện đơn giản vậy cũng lên ngồi giải thích nữa quý vị. Mà trong khi đó là những cái việc chính cần mình làm mình lại không làm. Cái thứ nhất là đi kiện con Tiết Bông, là nó đang vu khống mình, đi kiện con Tiết Bông đi. Tại vì nó nói mình ăn cướp, rồi nó nói mình bị lệnh truy nã đồ này kia đó, lên kiện nó không làm. Còn cái chuyện của Bi nhỏ xíu lên giải thích làm chi? Rồi vấn đề thứ hai nữa, cái chuyện của tôi nó cũng không có liên quan, nó cũng nhỏ xíu lên khịa tôi hoàn chi? Để quên trong cái vụ của mình là mình bị người ta tố là một cái con ăn cướp rinh kép sắt trong nhà của người ta chạy ra, mình là một cái kẻ mà bị phốt là bị lệnh truy nã ở bên Mã Lai, để lấp liếm cái việc đó cho người ta quên mình đi, đúng không quý vị? Cho nên mỗi lần cái tin nhắn nào đó mà đưa lộ ra bắt đầu lên giải thích quý vị. Giải thích cái gì? Trong nhóm mình nó là như vậy, chuyên môn nó là như vậy không? Đó, cái bị người ta lộ ra cái tin nhắn đó. Tại vì giờ thằng Bi Thái Tử nó bị bắt á, là cái người mà nhắn tin với nó mới tung ra tin nhắn đó thôi. Chứ cỡ thằng Bi mà chưa bị bắt thì bảo đảm tin nhắn này không có đưa ra đâu quý vị. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến thằng Bi. Là thế nào là tất cả các fan sẽ vào tấn công thằng Bi liền, là thằng Bi không bao giờ bán hàng được online quý vị. Tại vì thằng Bi bị bắt rồi cho nên cái người chị mà nói chuyện với lại Bi á mới dám tung cái tin nhắn này ra thôi. Chứ nếu như không thì tin nhắn này nó sẽ là mãi mãi quý vị. Và tôi tin chắc rằng là trong nhóm tất cả mọi người đều biết cái post này của nhau, nhưng mà đều im, đều diễn với nhau rằng chuyện nào làm nấy ăn, là tao làm tao ăn, mày làm mày ăn, không có đứa nào đụng chạm đứa nào là được, mạnh đứa nào nấy diễn đó. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ một cái ý kiến của một vị khán giả nói về cái em Mã Lai nha quý vị, nói về một cái người làm vợ. Chị nói đúng mà chị, nếu một người vợ, một người mẹ không yêu thương chồng con nên mới bỏ chồng con lâu đến như vậy. Phụ nữ chúng ta là mẹ rồi thì khó mà xa con được lâu như vậy, nhất là con còn nhỏ, trường hợp gia đình khó khăn không có đường nào lựa chọn thì mới chấp nhận xa chồng con xa xứ để đi làm ăn hoặc đi mũi né. Cái từ hoặc đi mũi né tức là đi trốn nợ đó quý vị. Thì mới bỏ chồng con đi như vậy. Bản thân em nghĩ vậy á chị, vì em cũng là một người mẹ, một người vợ. Mỗi khi công việc gì mà đi 2 ngày là em không yên tâm đó chị. Dù là con em nó đã 19 tuổi rồi còn lo lắng yêu thương chăm sóc. Huống chi cô Mã Lai không ở bên cạnh để chăm sóc con. Bỏ gia đình con cái đi gần 1 năm
gọi là vì yêu thương mà đến. Trong khi đó, em vô ơn không phải là một đứa đơn độc một mình. Em ấy có gia đình chồng con, có cháu ngoại, gia đình hoàn chỉnh. Một xã hội này biết bao nhiêu người có đứa trẻ mồ côi, cả cha lẫn mẹ. Chẳng hạn như đợt vừa rồi, dịch Covid-19, những đứa trẻ đó đã còn rất nhỏ mà mất hết cả cha lẫn mẹ lẫn người thân. Những đứa trẻ đó rất cần sự chăm sóc yêu thương. Còn em vô ơn không còn nhỏ nữa mà là bà ngoại rồi. Trong khi đó, con của mình thì còn rất nhỏ, cần sự chăm sóc của mẹ. Thì mẹ lại bỏ đi chăm sóc người dân. Không có người mẹ nào bỏ con mà đi chăm sóc cho người dân gọi là yêu thương mà đến. Nếu không có sự lợi ích riêng, thì không có người mẹ nào của mình không ở nhà chăm sóc chồng con mà lại đi chăm sóc người dân. Em không bao giờ tin, chị My Sơn, mỗi khi mình lớn tuổi một chút, mình có cái suy nghĩ khác hơn lúc trẻ phải không chị? Lúc nhỏ ai cũng bồng bột, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chưa từng trải qua sóng gió thì chưa biết gì đâu. Khi đường ta đi nó không có bằng phẳng, nó còn chông gai ở phía trước. Nay mình như vậy, chưa biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao đâu. Chuyện của người lớn đừng đem con cháu của người ta ra mà trù éo như vậy. Mình trù con cháu người ta, sao mình không nhìn lại con cháu của mình? Mọi người đừng nên tạo nghiệp nữa, ai cũng có gia đình người thân, ông bà, cha mẹ, con cháu hết. Em nghe chị nói người ta đem con cháu nội của chị ra trù, em thấy buồn cho những người đó vì họ nông nổi, họ tự tạo nghiệp cho chính bản thân họ á chị. Thương cháu nội của chị nhiều, chúc cháu nội của chị nhiều sức khỏe, cả đời bình an nha chị. Thì qua một cái vị khán giả này cũng là một người mẹ, người ta có nhận xét như vậy đó quý vị. Không có ai mà vì, dùng cái từ là vì yêu thương mà đến, mà bỏ cả gia đình, bỏ cả chồng, con, cả một năm trời để đi giúp một người dân chỉ vì một cái câu vì yêu thương mà đến quý vị, mà không có lợi ích. Đó, chỉ vì là vì một cái chén cơm manh áo, vì cái lợi ích của mình mới chấp nhận bỏ con và gia đình của mình để đi giúp người khác. Chứ không ai mà nói vì yêu thương mà đến, mà để gần cả năm trời mà bỏ gia đình mình như vậy. Trong khi đó là cái em này á, là có con 19 tuổi, nó lớn rồi chứ không phải còn nhỏ. Mà em ấy mới đi có 2 ngày thôi đã là lo sợ con mình ở nhà không ai chăm sóc, rồi sợ nó đi chơi đồ này kia đó quý vị. Còn đằng này mình có 5 đứa con luôn, mà mình lại bỏ gia đình của mình, bỏ chồng con của mình là để đi giúp một cái người dân thì ai tin được không quý vị? Tôi thử hỏi những người mà đang yêu thương, mà u mê, mà ủng hộ, mà các em mã like đó quý vị, hãy suy nghĩ lại, hãy đặt trường hợp lại. Mình có thể bỏ gia đình của mình đi giúp người dân giống như vậy không? Tại vì em ấy là người có gia đình. Phải chi ví dụ như em ấy là một người giàu có mà nổi tiếng, có báo đài người ta đăng luôn đó quý vị, mà không có gia đình, không có chồng con, bây giờ giàu quá rồi muốn đi giúp người khác á, thì đó mình tin tưởng. Còn đằng này một cái người lai lịch không rõ ràng. Quý vị có biết là cái em mã like này lai lịch của em ấy như thế nào không? Quý vị có biết là gia đình của em ấy là như thế nào không? Và cuộc sống gia đình của em ấy trước đây nó ra sao không? Đúng không quý vị? Thì tự nhiên đùng ra một cái là tạo ra mình là một người đại gia để đi giúp người khác. Trong khi đó là nếu như mình là một người tốt để đi giúp người khác thì không bao giờ để mà mình mượn cái đó để mình đi hại người khác. Điển hình giống y như em ấy đã làm với tôi quý vị. Trong khi đó ở ngoài xã hội bên ngoài, là sau cái đợt dịch Covid-19 có rất là nhiều trẻ em bị mất cả cha lẫn mẹ là vì cái đợt mà Covid-19 đó quý vị. Thì những đứa trẻ đó mới cần được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, cần vòng tay yêu thương của những người lá lành đùm lá rách quý vị. Còn đằng này là cái em vô ơn này có một cái mái ấm gia đình, có một cái tài sản của cha mình để lại hơn 100 tỷ, tức là nó giàu hơn rất là nhiều người. Thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là em ấy có một cái gia đình hạnh phúc hoàn chỉnh đàng hoàng, có chồng, có con, có cháu, có bên gia đình chồng. Thì nó đâu phải là một cái đứa trẻ mồ côi mà để là vì yêu thương mà đến, để bỏ cả gia đình mình để giúp một cái em này gần cả năm trời quý vị. Phải chi mà giờ đi giúp nguyên gần cả năm trời mà giúp rất là nhiều trường hợp. Bữa nay đi giúp trường hợp này ở tỉnh này, ngày mai đi giúp trường hợp khác ở tỉnh khác, rồi xong rồi tháng sau đi giúp những cái trường hợp ở huyện nọ chẳng hạn. Thì đi suốt nguyên một năm từ Nam ra Bắc để đi giúp những trường hợp trẻ em nghèo. Thì cái đó tôi mới tin là một cái người phải nói là Phật sống để đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn quý vị. Còn đằng này nguyên một năm trời chỉ giúp một hoàn cảnh này thôi, mà trong khi đó cái hoàn cảnh này không phải là một cái hoàn cảnh nghèo đáng thương để cho mình theo mình giúp suốt như vậy. Thì thử hỏi quý vị là trong cái sự giúp đó nó có cái lợi gì ở trong đó người ta mới giúp quý vị. Chứ nếu như thật sự là giúp nè, là từ Nam qua Bắc nè, miền Tây nè, Cà Mau nè, An Giang nè, Tiền Giang nè, đi ví dụ như mỗi tuần mình đi một tỉnh, mỗi tuần mình đi một tỉnh để mình giúp những hoàn cảnh khó khăn, đó là mình là người giàu thật sự.
Mình muốn đi giúp những cái người nghèo thật sự, mình phải chia ra mình giúp quý vị. Còn đằng này nguyên một năm trời chỉ giúp trong cái một cái gia đình này, một cái con bé. Trong khi đó là tài sản của nó là giàu hơn rất là nhiều người. Tại bây giờ nếu như mà nói mà cái tài sản mà bạc trăm tỷ là ở Việt Nam mình nó cũng không có nhiều đâu quý vị. Bạc trăm tỷ rồi thì nghèo ở chỗ nào? Cái thứ hai nữa, nó không phải là một đứa trẻ mồ côi côi cút. Nó có chồng, nó có con cái, nó có cháu. Và hiện tại bây giờ thì nó đã có dòng họ bên ngoại của nó rồi. Thì nó có phải là trẻ mồ côi không quý vị? Mà lại đi theo bảo vệ như là một đứa con nít. Trong khi đó là cái đứa đó nó gần 40 tuổi rồi, theo bảo vệ như đứa con nít. Vậy thì cái em Mã Lai này có phải là vì yêu thương mà đến? Tốt nhất lên đổi lại là vì tiền mà đến nha quý vị. Tiếp theo cái câu này nữa đây quý vị. Chị nói hay và phân tích chuẩn luôn. Nhiều người trẻ trẻ không có biết con Mã Lai xỏ mũi người ta. Những người đi qua Singapore và Mã Lai toàn là đi làm gái. Xin lỗi quý vị là tôi đọc theo cái nguyên văn của cái khán giả này nha quý vị. Từ khi làm gái rồi, rồi có chồng, bị cái gì đó mới không về Mã Lai được. Nếu như vợ chồng hạnh phúc là không thể nào bỏ con cái đi lu linh như không nhà không cửa. Sẵn có dịp nhà của cái anh nghệ sĩ vừa mới mất, rồi giàu có cái lợi ích gì mới vào làm rồi nói là giúp đỡ. Em chưa bao giờ thấy danh nhân gì mà tối ngày đi lo chuyện thiên hạ. Những người mà người ta hiểu biết không bao giờ người ta tin. Chị giữ gìn sức khỏe. Cái con Mã Lai nó nói chuyện cho qua lo thôi. Những người mà hiểu biết không có ai tin nó đâu chị. Rất là nhiều người người ta nhận ra về cái vấn đề này quý vị. Tại vì một cái người mà danh nhân thì không có ai rảnh mà đi lo chuyện thiên hạ. Tại vì một người danh nhân người ta phải lo cho doanh nghiệp người ta. Người ta phải lo cho cái cuộc sống của người ta. Người ta lo kinh tế cho gia đình và cho tất cả nhân viên đang làm cho họ. Chứ người ta không có rảnh đi lo chuyện thiên hạ quý vị. Ví dụ như danh nhân người ta giàu có đi, ta thấy cái trường hợp đó nghèo quá thì người ta cho ăn cục một rồi xong, muốn làm gì làm chứ người ta không có quan tâm. Người ta vẫn về lo cái công việc của người ta quý vị. Còn một khi mà những người mà có chồng con hạnh phúc thì không bao giờ đi lưu linh lưu địa. Nghe không quý vị? Đó thì người ta tự nhìn nhận. Tại vì bản chất của những người mà đàn ông hoặc là phụ nữ luôn. Tại vì tôi có những người khán giả là đàn ông đó quý vị. Thì những người khán giả đó nói với tôi rằng là anh, nếu như mà có một cái người vợ mà bỏ gia đình mà đi lo chuyện thiên hạ giống y như con Mã Lai á, là anh đuổi ra khỏi nhà luôn. Hoặc là anh tán cho dài bạc tay rồi anh đuổi ra luôn, tống cổ ra luôn, chứ không bao giờ chấp nhận có một người vợ như vậy. Còn những người phụ nữ thì người ta nói á, không có người vợ nào mà có gia đình hạnh phúc mà lại bỏ con bỏ chồng mình như vậy. Thì nhận xét từ những người đàn ông và từ những người phụ nữ, người ta đều nhận xét như vậy đó quý vị. Rất là nhiều người nhận ra về cái vấn đề này, nhưng vẫn còn số u mê lại tin tưởng cái việc mà nó vẽ ra, nó vẽ vời ra vậy mà không hiểu lý do tại sao vẫn còn những người đó tin tưởng đó quý vị. Đó thì tôi mượn cái lời văn của cái vị khán giả này nói ở trong đây, là những người mà đi qua bên Singapore với lại lên qua bên Mã Lai đó quý vị, thì toàn là làm gái. Thì ở đây á, là tôi rất là tôn trọng tất cả các nghề, dù làm gái nó cũng là cái nghề quý vị. Ở Việt Nam mình á, là làm gái là bị phạm pháp, nhưng mà ở bên Thái Lan là làm gái được cấp phép đàng hoàng nha quý vị. Đó cũng là một cái nghề của người ta. Người ta không có trộm cướp bất kỳ của ai, mà người ta lấy cái thân xác của người ta ra để người ta đánh đổi. Thì đó cũng là một cái nghề. Mình không coi thường cái nghề của người ta được quý vị. Mình coi thường ở đây là những người đi cướp của đó quý vị. Những người mà đi cướp của, đi tranh giành hại người khác hoặc đi lừa đảo, những người đó mới cần lên án. Còn những người ví dụ như người ta đi làm gái vẫn tôn trọng người ta, tại vì đó là cái nghề và người ta không lừa đảo một ai. Người ta lấy thân xác người ta ra người ta bán, thì cái chuyện đó mình không có coi thường người ta quý vị. Nhưng có một cái là như thế này, là những phụ nữ bên Việt Nam mình đi qua bên Singapore với lại bên Mã Lai á, làm gái nhiều quá. Cho nên tôi nhớ hồi có cái đợt mà có mấy cái lần mà tôi đi qua bên Singapore tôi về đó quý vị, là tại vì á, là con tôi đợt đó là tôi cho con tôi đi du học bên Singapore. Xong bắt đầu là đi về, mỗi lần mà nhập cảnh về Việt Nam đó quý vị, hoặc là nhập cảnh đi vô trong Singapore đó quý vị, thì những người đó mà thấy mình Việt Nam nhìn mình bằng cặp mắt khác quý vị. May là mình đi với chồng với con mình á, mà họ còn coi thường mình vậy. Tức là sao? Tức là những người Việt Nam, gái Việt Nam mình đi qua bên đó làm gái rất là nhiều, qua bên Mã Lai làm gái rất là nhiều. Từ chỗ đó là mình bị coi thường lây đó quý vị. Bay từ bên Mã Lai, bay từ bên Singapore mà đi về Việt Nam đó quý vị, thì an ninh bên Việt Nam mình cũng coi mình bằng cặp mắt khác. Nhưng là lật vô trong cái hộ chiếu của mình đó quý vị, thì thấy hộ chiếu của mình đi du lịch rất là nhiều, đi châu Âu nè, đi Pháp, đi Thụy Điển nè, rồi đi Đức nè, rồi đi Hàn Quốc nè, đi Nhật Bản nè, đi Hồng Kông, đi đủ thứ hết. Thì thấy cái passport của mình đó quý vị, đi nhiều nước,
thì mới biết là mình là người đi du lịch. Chứ nếu không mà trong cái passport mà chỉ có đóng dấu của cái thằng Singapore hoặc là đóng dấu của cái thằng Mã Lai không là chắc chắn rằng mấy anh an ninh dòm vô cái mặt mình là nói mình đi làm gái rồi đó quý vị. Đó, từ chỗ đó mà tại sao biết bao nhiêu người người ta nói là những người gái Việt Nam mình đi qua bển nó là vậy. Thì cái em Mã Lai này, nếu như một người giàu có, một người ở Việt Nam mà là một cái người doanh nhân thì không lý nào mà bay qua bên Mã Lai đi làm cái việc đó rồi xong rồi lấy chồng luôn quý vị. Đúng không? Đó. Mà bây giờ là lấy chồng ở bên đó bị cái gì, giống như trong cái vị khán giả này nói nè, bị cái gì đó cho nên mới không về Mã Lai được. Đúng không quý vị? Là người ta đặt câu hỏi. Không về Mã Lai được với lại chồng con, gia đình cha mẹ của mình không quay, là mình có một cái gì đó để mình giấu, mình không muốn cho người ta biết tung tích lai lịch cha mẹ của mình ở đâu. Đó thì một người đàng hoàng là như vậy sao? Đúng không quý vị? Tàn là đi quay nhà của người khác thôi. Nhất là quay cái căn nhà của các em vô ơn là nhiều nhất. Rồi hai nữa là quay ở trên xe. Ba nữa là bắt đầu đi quay những cái chỗ này chỗ kia, show diễn đồ này kia thôi, chứ không có quay nhà của mình. Đó, thì một cái người mà lai lịch đường đường chính chính thì không bao giờ có cái kiểu đó. Cho nên những người đang u mê hãy thật sự sáng suốt và nhìn ra cái người nào mình đáng tôn trọng và cái người nào mình đáng học hỏi. Còn những người mà chuyên môn đi lừa đảo ở trên cộng đồng mạng, đi làm những cái việc xấu mà lai lịch bất minh như vậy mà mình lại đi thần tượng một cái con người mà đầu đường xó chợ, mà đi lưu linh lưu địa ở ngoài đường. Đó, giờ mới học thêm cái câu này của khán giả đây quý vị. Đi lưu linh lưu địa ở ngoài đường, không có nhà cửa, không có gia đình quý vị, thì cái người đó có phải là người tốt hay không? Thêm một bình luận của một cái vị khán giả này đây quý vị. Giải cứu khán giả đi chị ơi. Là có rất là nhiều người nói rằng là tôi nói dai, nói dài. Thật ra là trong cái câu chuyện này, tôi là người lên để mà tôi ngồi tôi nói gần 8-9 tháng trời để đem khán giả đến cho cái em đó. Thì bây giờ nếu như mà muốn để cho khán giả họ sáng mắt ra, để họ nhìn nhận ra là mình đã thương không đúng người, những người đó đang lợi dụng tình thương của mình, thì đâu phải tôi nói ngại bữa được quý vị. Hồi đó tôi nói 8 tháng thì bây giờ ít nhất tôi cũng phải nói 5 tháng thì khán giả mới sáng mắt ra, khán giả mới tỉnh ra quý vị. Tại vì á, tôi trong vòng 8 tháng tôi mới tỉnh mà quý vị, 8-9 tháng tôi mới tỉnh ra, tôi mới biết rằng là cái người đó là diễn chứ không phải họ đáng thương thật sự. Thì bây giờ tôi muốn cho họ hiểu được giống y hệt như tôi đó quý vị, thì cũng phải cần thời gian 5-6 tháng chứ. Đâu thể nào tôi lên tôi nói 1-2 clip mà khán giả hiểu được là cái con người của các em vô ơn đó đâu quý vị. Còn nói cái vấn đề mà giải cứu khán giả là đúng rồi đó quý vị, giải cứu khán giả là đúng, là tại vì chính tôi là người mang họ đến để cho họ tin rằng là cái người đó là người tốt. Thì bây giờ chính tôi sẽ là người giải cứu khán giả, tôi sẽ cho khán giả hiểu được là cái trường hợp đó em đó như thế này. Hồi đó tôi đem khán giả đến cho em vô ơn này cũng qua những cái phân tích của tôi. Thì bây giờ tôi muốn giải cứu khán giả để thoát khỏi cái u mê của những con người xấu xa đang diễn đó quý vị, thì cũng phải cần có thời gian qua những phân tích tiếp của tôi đó quý vị. Đó, em này nói rất là đúng, giải cứu khán giả quý vị. Rồi, có một cái bình luận này nói như thế này đây quý vị. Ví dụ, ủng hộ một người nghèo nhưng khi phát hiện cái bạn đó chơi ma túy, tôi sẽ rút lui. Đó thì cái bình luận này ví dụ giống y như là các em vô ơn đó quý vị. Ví dụ như là bây giờ mình thấy một cái người đó nghèo, mình không biết cái người đó, tại vì mình không phải là người địa phương, mình không tiếp xúc, mình không biết. Người địa phương ở đó thì người ta biết. Còn mình á, là mình chỉ thấy ở trên mạng thôi, mình thấy tội nghiệp quá, cái mình thương, cái mình giúp đỡ, mình cho tiền cái người đó. Nhưng khi mà mình phát hiện ra, mình biết là tại sao người đó nghèo là tại vì nó chơi hàng trắng, nó không có lo đi làm ăn mà nó là người chơi bời hàng trắng. Khi mình biết ra sự thật rồi mình phải rút lui chứ, chứ làm sao mình tiếp tục mình ủng hộ và mình cho tiền nó được, đúng không quý vị? Thì nó ví dụ giống như trong cái câu chuyện của các em vô ơn cũng vậy. Đầu tiên tôi tưởng đâu là em ấy là một người tội nghiệp, đầu tiên tôi tưởng đâu em ấy là một cái người đáng thương, thì tôi đến tôi binh vực, tôi ủng hộ. Nhưng sau khi tôi biết rồi em ấy không phải là người hiền, và em ấy không phải là người đáng thương, và em ấy không phải là một trẻ mồ côi, thì tôi phải ngừng lại, tôi rút lui, tôi đem cái tình thương đó tôi cho người khác. Chứ sao lại bắt là tôi phải tiếp tục tôi cho, mà trong khi đó tôi đã biết là cái người đó lừa đảo tình thương của tôi rồi, đúng không quý vị? Thì nó cũng giống y như tương tự cái bình luận này. Một khi mình không biết thì mình cho, một khi mình biết rồi thì mình phải lấy cái tình thương đó lại, chứ làm sao mình tiếp tục ủng hộ một cái người xấu được quý vị. Thử hỏi, đây là những cái người mà ủng hộ gọi là phe chính nghĩa. Giờ là bên đó cho tôi là phe tà, còn phe của các em vô ơn với lại các em mà Mã Lai đầu đường xó chợ, mà không, bây giờ không dùng từ đó nữa, dùng cái từ là lưu linh lưu địa. Giống như vị khán giả nãy nói là lưu linh lưu địa, đó là fan chính nghĩa của lưu linh lưu địa với lại các em vô ơn đó quý vị. Thì vô bình luận như thế này, trong cái clip của tôi chia sẻ cái câu chuyện gia đình của tôi,
con cái của tôi, cháu của tôi, thì nó lại vô nó bình luận như thế này. Ví dụ như những cái clip mà tôi nói về tin tức giống y hệt vậy, nó nhảy vô nó chửi, nó binh vực thần tượng của nó thì tôi cũng không nói với quý vị. Còn đằng này là cái clip gia đình của tôi, nó không có ảnh hưởng, không có dính líu bất kỳ gì mà nó vô nó nói như thế này đây quý vị. Nó để là cái nết giống y hệt bà nội của nó, trong khi đó là cháu nội của tôi nó mới có 4-5 tháng à quý vị. Tôi đang nói chuyện với cháu nội tôi, cháu nội tôi đang cười giỡn rất là đáng yêu. Nó vô nó nói theo cái kiểu này, đó là phe chính nghĩa. Phe chính nghĩa tức là vô chửi bất chấp, tức là ủng hộ một người nào là vô chửi bất chấp, không cần biết là người đó xấu hay tốt, đúng không quý vị? Thì những người gọi là phe chính nghĩa là hồ đồ như vậy đó hả quý vị, đúng không? Rồi thêm một cái clip gì bên Nguyễn 0087 nè. Cái mặt của cháu nội mày mà nằm ở dưới cái bánh xe thì đẹp lắm nha, Mi Xuân Thiện kha kha kha. Mất dạy không quý vị? Tôi chia sẻ một cái clip sinh nhật của con trai tôi, xong rồi cái trên đường đi về bị bể bánh xe. Nó vô nó bình luận, nó nói rằng nếu như cái mặt của cháu nội mày mà nó nằm dưới bánh xe, nó vô nó trù như vậy đó quý vị. Thì tôi thử hỏi quý vị nè, phe chính nghĩa, phe những người ủng hộ em vô ơn, ủng hộ cái con mà lưu linh lưu địa Mã Lai đó quý vị, thì những người mà ủng hộ như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Nó có phải là phe chính nghĩa không? Hay là cái phe đầu đường xó chợ nó mới dùng những từ này quý vị? Chứ một khi con người ta nó có học thức, con người ta mà nó có tri thức mà không có liên quan đến mình, không có ai mà dùng cái từ này quý vị. Mà nếu như cái người đó là kẻ thù của mình mà đụng bất kỳ một cái chuyện gì, người ta chỉ nhờ pháp luật can thiệp thôi quý vị, chứ người ta không có chửi rủa như thế này. Tại vì một cái con người mà có đạo đức, một cái con người có học thức, không bao giờ mở miệng ra mà trù ẻo con của người khác ở dưới cái bánh xe. Trong khi đó những lời đó mình trù người ta, trời Phật sẽ cho mình giống y như những cái lời mà mình trù người ta đó quý vị. Thì tôi thử hỏi quý vị là có phải là cái loại nào thì phe của nó giống y hệt như vậy, đúng không quý vị? Tại vì cái loại mà lưu linh lưu địa, đầu đường xó chợ, cái loại mà vô ơn á, thì những cái fan của nó đều là lưu linh lưu địa chứ lại sống vô ơn, nó mới có thốt ra những cái lời này. Chứ một cái người mà có kiến thức, có tri thức đó quý vị, không có ai dùng những cái lời lẽ này mà để đi trù một đứa con nít. Dù là một người lớn đi chăng nữa, nếu không liên quan cũng không có ai trù như vậy quý vị. Mà nó vô nó trù cháu nội tôi vậy đó quý vị. Thì thử hỏi quý vị là tôi nói 8 tháng mà bây giờ tôi muốn vạch trần những cái con người xấu xa đó thì mới có mấy cái clip thôi, thì làm sao mà tất cả khán giả sẽ nhìn ra được quý vị? Cũng sẽ có thời gian 5-6 tháng thì nó mới vạch mặt tụi nó ra được, khán giả mới dần dần hiểu ra được quý vị. Chứ đâu thể nào mà dài 3 clip. Tại vì bây giờ tụi nó sợ tôi lên nói lắm quý vị, tụi nó sợ tôi lên phân tích tụi nó lắm quý vị. Tại vì á là tất cả những cái kênh khác là lên là chửi, chứ không có cái kiểu phân tích giống y hệt như vậy. Nó muốn cho tôi câm cái miệng tôi lại, cho nên nó vô nó chửi rủa con cháu tôi, nó chửi rủa gia đình cho tôi sợ để tôi ngậm cái miệng tôi lại đó quý vị. Thì thử hỏi là cái con người đó có phải là người tốt hay không, đúng không quý vị? Rồi có cái bình luận này nói như thế này đây quý vị. Có những người lấy chồng già mà nghèo ở nước ngoài là những người kém văn hóa, trình độ cỡ như em lấy chồng già nghèo, nghèo tiền bạc và nghèo luôn cả nhân cách. Cái nick của Thái Nguyễn đây quý vị, Thái Nguyễn vô đè chửi tôi như vậy đó quý vị, là này là quơ đũa cả nắm rồi nè. Những người mà lấy chồng già chắc người ta chửi dữ lắm. Những người mà lấy chồng già ở nước ngoài á, là đều là những người kém văn hóa, dùng một cái từ là không giống ai. Những người mà người ta đi lấy chồng nghèo ở nước ngoài á, mà lấy chồng già đó, là tại vì gia đình người ta quá nghèo, người ta đánh đổi để người ta lấy chồng, để người ta đi nước ngoài để làm chi? Lấy những người chồng già đó không phải người ta giàu, mà chủ yếu người ta muốn đi qua được nước ngoài để người ta có một cái công việc để người ta làm, để giúp đỡ cha mẹ của người ta. Ví dụ như là bây giờ lấy chồng già ở Đài Loan hoặc là lấy chồng già ở Hàn Quốc, thì những người đó họ không có giàu, rất là nghèo, thậm chí có những người đó họ thất nghiệp luôn quý vị, dẫn qua bên Việt Nam để cưới vợ. Nhưng vì sao những cô gái Việt Nam vẫn chấp nhận? Là tại vì thay vì muốn đi hợp tác lao động bên Hàn Quốc, muốn đi hợp tác lao động ở bên Đài Loan đó quý vị, phải có tiền thế chân đó, thì người ta nghèo làm sao lấy ra bạc trăm triệu để người ta đi hợp tác lao động, thì người ta lấy chồng. Lấy chồng qua bên bển thì người ta không cần phải bỏ tiền đi hợp tác lao động, người ta vẫn xin việc làm được, người ta làm để lấy đồng tiền đó để lo cho gia đình của người ta. Mà tự nhiên cái thằng Thái Nguyễn này nó vô nó đè nó chửi người ta, những người lấy chồng già ở nước ngoài là điều kém văn hóa là sao, quơ đũa cả nắm để xúc phạm vậy. Chị tin rằng là trong cái số mà dòng họ của em sẽ có 1-2 người lấy chồng già nước ngoài giống y hệt như vậy. Đừng có xúc phạm người ta, cái việc đó không có liên quan đến mình. Còn nói nếu như mà tôi
mà lấy chồng già nước ngoài á, vừa nghèo tiền bạc mà vừa nghèo mất nhân cách nữa. Tao đất ơi má ơi, tôi đang có gia đình đàng hoàng, tôi có chồng đàng hoàng, chứ đâu phải ế, mà cũng đâu phải xấu, đâu phải là nghèo mà đi lấy chồng già nước ngoài mà vừa nghèo tiền nghèo bạc mà nghèo mất nhân cách nữa. Trời đất ơi, nghĩ gì sao vậy? Mình muốn chửi người ta mình cũng phải dòm lại người ta, trong khi đó tôi đang ngồi đây là ở đâu hả? Và cái cuộc sống tôi quay lên là tất cả biết cuộc sống gia đình của tôi như thế nào rồi, sao tự nhiên đè ví dụ nó lấy chồng già. Ê nó nghe nè chị Mi Sơn, mà nếu như mà có lấy chồng nước ngoài cũng lấy chồng ngang hàng tuổi, chứ không có cái vụ mà lấy chồng già. Là tại vì sao? Là nếu như muốn lấy chồng nước ngoài, chị là người biết tiếng, chị là một cái người phiên dịch, chị đủ sức để chị lựa một cái người nào đó đủ khả năng để chị chọn làm chồng, chứ không phải là cái kiểu mà lấy qua theo mai mối mà không biết một cái tiếng nào, để khi mà nói chuyện với chồng cũng phải nhờ qua thông dịch. Chị khác, cho nên đừng có ví dụ giống y hệt vậy. Một cái đứa mà kém văn hóa mà ngu si, đó là em đó Thái Nguyễn à, đó là em đó, chứ em đừng có nói cho người khác. Còn những người người ta lấy chồng già mà nghèo bên nước ngoài, đó là tại vì gia đình của người ta nghèo, người ta đi lấy chồng để người ta đi làm, để nuôi, lo cho gia đình ta. Em không được xúc phạm người ta như vậy. Một cái bình luận này đây quý vị, không có tên. Đồ điên, mày càng ngày càng khùng, nói chuyện không ra gì. Mày bị con nha khoa chửi là đúng. Mày làm gì được con vô ơn và con nha khoa. Đúng rồi, tại vì cái em nha khoa là một cái em hổn, em ấy đụng ai cũng chửi, cho nên là không đụng chạm gì cũng chửi. Còn nói về làm cái gì được em nha khoa với lại em vô ơn, thì bây giờ nè, cái vấn đề em nha khoa, tại vì nó không đáng để cho tôi nói. Cái vấn đề em nha khoa là cái miệng hổn thôi, chứ ngoài ra là cái tâm của cái em nha khoa không có ác và cũng không có đi lừa đảo như cái loại mà con vô ơn với lại cái con Mã Lai ha, lợi dụng tình cảm của cộng đồng mạng. Còn bây giờ á, là cái em vô ơn làm gì được đúng không? Thì 8 tháng, 9 tháng rồi tôi nói tốt cho em vô ơn, tôi đem những người yêu thương đến cho em vô ơn vì cái sự mà tôi tội nghiệp và tôi cho rằng là em ấy là một người đáng thương. Đó. Thì bây giờ chính tôi cũng dành 5-6 tháng rồi để tôi vạch trần ra những cái việc xấu xa của em ấy đang lừa đảo cộng đồng mạng. Vậy đó, được không? Vậy thôi, chứ không làm gì á. Tôi chỉ lên tôi vạch trần những cái việc làm xấu, những cái việc làm giả tạo của em vô ơn thôi, chứ tôi không có làm gì em vô ơn hết trơn á. Bình luận tiếp theo đây quý vị: vô ơn càng ngày càng lạm dụng lòng tốt của mọi người, sao không nhớ lúc cha mình còn sống phải gồng gánh cho gia đình, cùng chồng nuôi con thở hàn gì cũng phải biết làm ra tiền không có dễ, vậy cớ vì sao khi cha mình mất lại làm như vậy? Người ta nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, vậy mà cha vừa mất, cha để lại cho mình cái đức, sao không biết phát huy cái đức đó để lại cho con mình hưởng? Nếu như vô ơn không có biết giá khoai lang thì mình không tin, vì em vô ơn là một người nội trợ giỏi. Chẳng lẽ bản lĩnh của em vô ơn bắt đầu lộ ra không phải người hiền lành, vì người dân giải cứu khoai lang, dẫu biết rằng cuộc sống cần phải có tiền mới sống được, nhưng bán mắc quá thì cho dù cha có nổi tiếng đi nữa thì khách mỗi ngày một đi không quay trở lại. Chẳng hạn như tôi bán hàng, cạnh tranh từng chút, kiếm đồng tiền khó lắm, không phải dễ đâu. Thì một cái vị khán giả này nói rằng là cái em vô ơn này là một cái người nội trợ rất là giỏi, thì không thể nào biết là cái giá khoai lang là cái giá đó mắc hay rẻ, đúng không quý vị? Dùng cái từ là giải cứu khoai lang, thì một cái người mà nội trợ giỏi, tức là đi chợ hàng ngày, mà đã có 5 đứa con thì dĩ nhiên là đi chợ hàng ngày rồi, rất là giỏi và biết về cái giá của khoai lang bao nhiêu, đúng không quý vị? Thì bây giờ là cái giá đó mình bán ở ngoài chợ bao nhiêu, cái giá khoai lang mà loại 1 đó ở trong siêu thị bán bao nhiêu, mà mình bán lại cái giá đó là vì sao? Vì mình lợi dụng cái sự yêu thương của cộng đồng mạng, mình bán cái giá mắc trên trời, vì cái giá nào người ta cũng mua ủng hộ mình đó quý vị. Thì ở đây á, là cái vị khán giả này nói là cha mình là sống để đức lại cho mình, thì tại sao mình không chịu giữ cái đức đó để mình để lại cho con? Có phải chăng là bắt đầu là cái bản tính từ từ dần lộ diện ra là bản tính của cái em vô ơn này là lợi dụng cộng đồng mạng đó quý vị? Tôi nghĩ rằng là những người mà theo dõi cái vụ này từ từ đi rồi cũng sẽ thấy thôi quý vị. Còn bán mà với cái giá quá mắc, dù là cha mình có là người nổi tiếng đi chăng nữa đó, nhưng người ta mua mình một lần rồi thì người ta sẽ không bao giờ quay trở lại, tại vì mình bán cái giá mắc hơn người khác quý vị. Người ta ủng hộ mình, cha mình là người nổi tiếng,
nhưng người ta ủng hộ mình với điều kiện mình phải bán bằng cái giá của người khác, quý vị. Và nếu như dùng cái từ giải cứu khoai lang á, thì mình phải bán cái giá rẻ hơn nữa, rẻ hơn ngoài chợ, rẻ hơn trong siêu thị thì mình mới dùng cái từ là giải cứu khoai lang. Còn nếu như mình bán bằng giá người ta thì mình chỉ là người mua bán khoai lang thôi, chứ không có được phép dùng cái từ là giải cứu khoai lang, quý vị. Cho nên là cái người vị khán giả này nói là đừng có lợi dụng sự nổi tiếng của cha mình. Người ta mua một lần rồi thì một đi không trở lại. Đó là chắc chắn, quý vị. Và thời buổi bây giờ kiếm tiền rất là khó khăn và cái giá bán rất là cạnh tranh. Khi mà mình tìm được một người khách hàng thì không phải dễ đâu, quý vị. Rồi cái vị đó viết tiếp như thế này đây, quý vị. Dẫu biết rằng tiền nào của nấy, nhưng công nghệ 4.0 thì theo kinh nghiệm thực tế, chi những gì cần thiết, bao nhiêu mới gọi là đủ. Thời buổi kinh tế hiện nay, làm ra tiền thì bao nhiêu cái để chi, biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn chung quanh mình. Nói chi xa xôi, mà nói tới người giàu, họ đi vào siêu thị, họ mua đó là việc cá nhân của họ. Nhưng muốn tồn tại với cái nghề mua bán thì phải có cái đầu, và muốn giữ khách hàng bền hay không là do cái cách mua bán của mình. Chẳng lẽ bán khoai hay còn rất nhiều mặt hàng khác mà bán cao hơn, chỉ bán một lần thì bảo sao hàng không bị động. Khẳng định một câu, muốn bền vững trong cách mua bán thì người ta ra giá cao thì mình không nhận, mang tiếng. Còn bán giá thấp thì chất lượng không bằng, còn đã gọi giải cứu thì cao lắm là bằng giá siêu thị. Phi ship thì số khoai đó sẽ hết, chứ người ta bỏ thời gian ABC các kiểu thì chỉ xứng đáng chỉ vì giá khoai lang. Thà chính các em vô ơn mua và tặng cho khách ủng hộ cho mình suốt thời gian qua, còn giải cứu khoai lang cho nông dân con tặng hay kính tặng các cô chú gần xa đã ủng hộ con bắt đầu từ ngày mấy tháng mấy thì con áp dụng chương trình này. Mua bất kỳ sản phẩm nào con tặng cho 1 ký khoai lang, chương trình này sẽ kết thúc vào ngày mấy tháng mấy, sẽ hết cái thử áp dụng chương trình này. Mình được cả hai, như vậy người ta còn gọi là tri ân khách hàng. Có như vậy thôi mà tôi phải vào tranh luận với lại các bạn đó. Thì ở đây khán giả người ta nói đây, quý vị, nếu như mà thời 4.0 thì bây giờ là có những người, người ta đi vào siêu thị người ta mua, nhưng đó là quyền của người ta. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái người khán giả này họ nhấn mạnh như thế này, là nếu như mà mình dùng cái từ mà giải cứu khoai lang thì bằng dữ lắm là mình sẽ bán bằng giá trong siêu thị, rồi mình miễn ship. Đó, đó là cái ý thứ nhất. Còn ý thứ hai mà mình muốn giải cứu nông dân khoai lang đó, quý vị, thì bây giờ mình bán những cái đơn hàng, ví dụ như những cái đơn hàng của mình 2 triệu thì mình sẽ tri ân khách hàng, tức là mình tri ân khách hàng từ ngày mấy tháng mấy để mình tặng cho họ 1 ký khoai lang. Thì trong vòng mấy tấn khoai lang đó là mình gọi là giải cứu, tức là mình mua, mình tặng cho khách hàng, nhưng thật ra không phải tặng, quý vị. Ví dụ như một đơn hàng là 2 triệu đồng, mình tặng cho 1 ký khoai lang hay là 2 ký khoai lang gì đó, nhưng thật chất ra giống như mình bán vậy đó, quý vị, tại vì mình đã có lợi trong cái bill 2 triệu đồng đó rồi, đúng không quý vị? Mà mang tiếng là mình là người giải cứu khoai lang nữa, để tri ân, để tặng món quà cho khách hàng thì như vậy mới đúng. Còn đằng này mình bán cái giá gọi là giải cứu khoai lang mà bán lại mắc hơn trong giá siêu thị nữa thì biểu làm sao mà người ta không chịu nói, quý vị. Mà ở đó tất cả những người mà đi ủng hộ bên cái phía mà cái em mà vô ơn đó, quý vị, nói rằng là thuận mua vừa bán, đâu có ai ép mua, thì đồng ý là thuận mua vừa bán đó. Nhưng mình đừng có dùng là giải cứu khoai lang, vì cái khoai lang là những người mà nội trợ người ta đi chợ, hoặc những người mà người ta mua bán về khoai lang người ta rất là rành về cái giá này. Và cái loại là khoai lang loại 1, loại 2 giá bao nhiêu người ta cũng rất là rành. Cho nên bán cái giá đó là tất cả những người khán giả, trong những người đó cũng có thể là khán giả của tôi là người bán khoai lang ở ngoài chợ, những người bán rau củ ở ngoài chợ, cho nên người ta biết rất là rành về cái giá khoai lang là bao nhiêu đó. Thì người ta vào bình luận như thế này, tôi đem những cái bình luận đó vào để tôi chia sẻ và tôi phân tích. Vậy á mà nó vô nó cũng đổ tội lên đầu tôi, nó tự quy chụp lên đầu tôi là tôi là một cái người đi moi móc cái chuyện buôn bán của con vô ơn đó, quý vị. Tôi đâu có rảnh. Đây là những cái bình luận của khán giả để lại, và người ta nhận xét trong cái câu chuyện mà mình dùng cái từ là giải cứu khoai lang hay là lợi dụng cái sự nổi tiếng của cha mình để mình đi trục lợi, đúng không quý vị? Mình dùng cái từ giải cứu khoai lang coi như mình là một cái người cao cả đi thì bán dữ lắm là bằng giá siêu thị thôi, quý vị, chứ đâu thể nào mà bán giá mắc hơn siêu thị gấp đôi, quý vị. Rồi thì ở dưới cái bình luận của cái vị khán giả đó thì có một cái vị khán giả này vào tranh luận nói như thế này đây, quý vị. Tại sao có những cái giỏ sách, những cái Chanel mắc hơn những cái giỏ ở trong siêu thị, mắc hơn những cái giỏ ở cửa hàng? Vì đó là thương hiệu. Tại sao khoai lang người ta không mua ở chỗ siêu thị cho nó rẻ mà lại mua ở cái chỗ em vô ơn, vì sự tử tế, vì nhiều thứ nữa? Rõ ràng cô này giống như đĩa đói, cứ bám vào cái em vô ơn
để mong kiếm cơm. Bất chấp chỉ vì không hài lòng một điều gì đó, cô đang tự sỉ nhục mình khi cố tình moi móc, tình vớ vẩn. Càng ngày cô càng thể hiện sự trơ tráo. Đổi lại, vô ơn chưa một lần nào nói đến cô. Cô có thấy mắc cỡ khi mình lớn hơn con vô ơn, có cháu nội rồi, cư xử thua một đứa nhỏ hơn mình. Đó chính là lý do vô ơn nó bán đắt như lời của cô nói. Nhưng mọi người vẫn ủng hộ. Một cái người này vô binh đây quý vị. Ví dụ, hay ghê. Ví dụ như là một cái giỏ Chanel. Mà tại sao người ta không vô siêu thị người ta mua, không vô cửa hàng ta mua? Là cái giỏ Chanel á, là nó là thương hiệu. Vì đó nó là thương hiệu. Ủa vậy là Phai Lan nó là thương hiệu đó hả? Vậy mà vẫn vào vô cãi. Cãi với tôi được đó quý vị. Vậy thì Phai Lan nó là thương hiệu hay sao? Đúng không quý vị? Nếu như mà nói về cái giỏ Chanel á, mình so sánh nó rất là khác nhau hoàn toàn. Cái giỏ Chanel với lại những cái giỏ khác, dĩ nhiên là cái giỏ Chanel nó mắc hơn, đó là thương hiệu. Giống y như là cái đồng hồ Rolex cũng vậy. Thì cái này không thể nào mà một cái món ăn rau củ ở ngoài chợ mà lại đi so sánh với lại cái giỏ Chanel hàng hiệu được. Nó không thể nào mà đem đi so sánh vậy. Mà nói là tại sao người ta không vô siêu thị để mua cho nó rẻ, mà người ta mua cái chỗ cái em vô ơn này, đó là sự tử tế. Tử tế ở chỗ nào? Tử tế ở chỗ nào? Nếu như gọi mua bán á, thì mình phải bán cái giá hợp lý bằng người ta. Còn nếu như mà nói là mình bán giá mắc hơn người ta vì sự tử tế, thì đó là cái sự lợi dụng của người khác, lợi dụng cái sự yêu thương của cộng đồng mạng để mình bán giá mắc, đúng chưa? Vì cái câu này. Còn đừng có nói là tôi bám vô trong cái drama này để kiếm tiền, đó là sự trơ tráo. Vậy thì cái câu này thì hồi trước á, là bên phía em con ve đó thì cũng chửi tôi giống y hệt như vậy, là bám vô trong cái drama của em ấy á, để mà kiếm tiền. Thì bây giờ khi mà tôi đứng ra tôi phân tích về cái em này thì lại nói là tôi bám vô cái drama để kiếm tiền. Đó, cũng nói một cái câu y hệt như vậy. Nè, nói nghe, tôi là một cái người để phân tích về em này để cho khán giả hiểu lầm. Thì chính tôi sẽ là người phân tích để cho khán giả sáng mắt ra để biết được. Để đó lợi dụng đây, ở trong siêu thị người ta bán giá rẻ hơn, tại sao không mua mà người ta vẫn mua cái Phai Lan của cái em vô ơn này, đó là sự tử tế. Vậy thì lợi dụng cái sự yêu thương của khán giả bán mắt rồi chứ còn gì nữa. Phai Lan mà còn có cái vụ hàng hiệu nữa hả? Mà đem ra so sánh là cái túi Chanel với lại cái túi ở trong siêu thị nữa chứ. Ở đâu ra vậy? Kiến thức ở đâu ra vậy? Ví dụ như là bây giờ nó bán một cái túi sách hàng hiệu, mà tôi đi so sánh một cái túi sách mà ở ngoài chợ á, thì mới nói so sánh nó khác nhau rõ ràng. Còn Phai Lan nó không có cái vụ hàng hiệu nha. Phai Lan thì ở trong siêu thị, tất cả những hàng trong siêu thị và ở chợ nó cũng đều có loại 1, loại 2 hết trơn á. Chứ đừng có nói là hàng hiệu. Rồi đó coi, binh vực bất chấp, mù con mắt rồi đúng không? Còn nói đây là lý do mà dù bán mắt người ta cũng vẫn ủng hộ cái em vô ơn đó, thì tôi tin rằng không có lâu đâu. Nói như cái khán giả mà trước đó hồi nãy là nói, nếu như mà bán hàng thì lợi dụng cái sự tên tuổi nổi tiếng của cha mình mà bán hàng bằng giá người khác thì có thể giữ được cái khách hàng đó. Còn bây giờ mình bán cái giá cao hơn thì bây giờ bán lại cái món hàng đó ai mua quý vị? Bây giờ tôi bảo đảm là cái em vô ơn này nếu bán lại cái Khoai Lang đó 45.000 một ký, thử hỏi có ai mua quý vị. Và tất cả những món hàng em ấy bán là không bao giờ bán lặp lại. Là tại vì sao? Là tại vì bán cái giá nó rất là mắc, không có ai mua. Người ta mua một lần người ta sẽ không mua nữa. Cho nên là tìm những cái món hàng mới liên tù tì để mà bán đó quý vị. Chứ mà nếu bán một loại tôi bảo đảm là ế lời con mắt luôn, không ai mua đâu quý vị. Rồi tiếp theo có một cái bình luận này nói như thế này đây nữa quý vị. Thì trước khi á, mà để tôi chia sẻ cái bình luận này đó quý vị, thì tôi sẽ tính ra coi là mọi người ủng hộ một cái em thì cái em này có đúng có phải là nghèo hay không nha quý vị ha, để cho mọi người biết được là cái người nào mình nên ủng hộ và người nào mình nên giúp đỡ quý vị. Có những trường hợp những em là họ bị tật nguyền, cụt hai cái tay, cụt hai cái chân, nhưng người ta vẫn lên bán hàng online để người ta nuôi sống gia đình vì cái sức lao động của họ, và họ bán đúng cái giá chứ không bao giờ lợi dụng cái sự yêu thương của cộng đồng mạng để mà mình bán cái giá rất là mắc quý vị. Thì qua một cái em mà đu bám theo nịnh đây quý vị, nói rằng là một ngày nói về cái vấn đề của một cái em Thái Hoàng mà nói cá cái gì mà có 50 triệu đó. Tức là cái em vô ơn này là mỗi cái đơn hàng tính bình quân cho mỗi khách hàng mà mua em ấy đó quý vị. Thì tôi biết là có những cái đơn mà tới mười mấy 20 triệu, mà nó có những đơn 1 triệu mấy, có những đơn mấy trăm ngàn, thì tính bình quân cho mỗi cái đơn hàng mà người ta đặt em vô ơn này đó quý vị là 2 triệu đồng trên mỗi cái đơn hàng của một người. Thì bây giờ là cái lượt theo dõi của em ấy là hơn 100.000 người, thì tính cho là 2 triệu đồng mà nhân cho 100.000 người, thì trong tương lai là em ấy bán, tại vì
những người mà theo dõi em ấy thì sẽ mỗi người ít nhất cũng ủng hộ một đơn quý vị. Thì tính cho 100.000 người, một đơn 2 triệu mà nhân cho 100.000 người thì tương đương nó là 200 tỷ đồng quý vị. 200 tỷ đồng. Thì hồi cái đợt mà em ấy mới vừa like đầu tiên á, trong vòng có một ngày thôi mà là 7.000 đơn. Thì quý vị tính đi, cái 7.000 đơn đó mà nhân cho 2 triệu đồng trong vòng một ngày đó quý vị. Vậy thì tôi thử hỏi nè, tất cả các vị mà đang nói là nó là một cái đứa trẻ mồ côi, tội nghiệp, thương yêu giúp đỡ nó đi. Vậy thì tôi hỏi quý vị nè, những người mà hiện tại bây giờ đang kinh doanh là một doanh nghiệp luôn đó, một ngày có kiếm được 1.4 tỷ không quý vị? Mà trong khi đó là chỉ cần lên like một cái, vì tình thương của khán giả, tình thương của những người mà ta yêu thương cha của mình, người ta ủng hộ qua cho mình, thì bán được 7.000 đơn trong vòng một ngày, tổng vị chi là tính bình quân thôi nó là 1.4 tỷ. Vậy thì tôi thử hỏi quý vị thì đó có phải là lợi dụng cái tình thương của cộng đồng mạng hay không, đúng không quý vị? Vậy thì cái em này có đáng thương không, cái em này có nghèo khổ không mà để cho cái em mã like đó đi theo để mà giúp đỡ gần cả năm trời quý vị, chứ không phải là theo để mà làm nóng cái drama, để mà tân bốc em này lên, để cho em này đáng thương diễn những cái hành động thật là tội nghiệp để lấy được trái tim của khán giả yêu thương để cho người ta ủng hộ mình. Nhưng thật chất ra đó quý vị, đó là đang lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng. Và trong khi đó, những người mà mua hàng ủng hộ cho cái em vô ơn này chưa chắc gì đã giàu bằng em này đâu quý vị. Đó, lợi nhuận bao nhiêu đó? Giờ tôi tính cho quý vị nè. Tài sản cha để lại là 140 tỷ. Nếu như mà hồ sơ em ấy hợp pháp thì em ấy sẽ hưởng trọn 140 tỷ cái tài sản của cha mẹ để lại. Còn bây giờ nếu như mà không hợp pháp thì cái đó bỏ qua bên đi. Cái vấn đề mà mình bỏ qua bên, nói về cái vấn đề mà bán hàng online đi quý vị. Bây giờ mới bán lần đầu tiên, cái ngày đầu tiên á, thì bán được 7.000 đơn. Còn bây giờ tôi tính bình quân cho mỗi ngày nó 1.000 đơn thôi quý vị. 1.000 đơn á, mà nhân cho mỗi đơn là 2 triệu đồng là một ngày á, thì trong vòng 1 tháng á, là doanh thu bán được 60 tỷ. Trong 60 tỷ đó đó quý vị, mà nội mà trong cái khoai lang thôi là mình đã biết là bán là mắc gấp 3 lần nó đã lợi nhuận bao nhiêu. Bây giờ tôi cho 1 lời 1 thôi quý vị, cho 1 lời 1 thôi là một tháng mà cái tiền mà bán hàng online này đó quý vị thì đã lời được 30 tỷ. Một tháng lợi nhuận được 30 tỷ rồi. Thì hãy đặt câu hỏi rằng là trong cái lợi nhuận 30 tỷ này thì cái em mã like đó có hùng hạp vô trong cái mua bán online không quý vị? Chứ thật sự nói mà, vì yêu thương mà đến là tôi không tin rồi đó quý vị. Thì quý vị có đặt câu hỏi là trong cái vấn đề bán hàng online này nó có dính líu đến em mã like không quý vị? Từ chỗ đó mới bỏ gia đình mình mà cứ bám theo suốt trong vòng một năm và không làm cho cái drama này nguội xuống, mà vẫn để cho cái drama này nó nóng lên để làm chi? Chủ yếu là bán hàng online thôi quý vị. Còn cái việc mà đi diễn á, làm diễn viên đồ này kia là chủ yếu là chạy truyền thông thôi. Chạy truyền thông để cho mình nổi tiếng, để cho mình có cái sự quan tâm. Mục đích quan trọng là bán hàng online. Đó, thì bây giờ tôi cho một lời một, chứ thật ra là bán theo cái kiểu em này đó quý vị thì không phải là một lời một đâu quý vị, mà là một lời hai. Tôi cho là lời một một nữa thôi. Một tháng là chi ra một ngày bán 1.000 đơn. Chứ mấy bữa là mới vừa like là một ngày bán 7.000 đơn lận quý vị. Cái này tôi cho là một ngày bán 1.000 đơn thôi. Thì thu nhập một tháng là 60 tỷ. Lợi nhuận một tháng là 30 tỷ đồng. Thì tôi thử hỏi tất cả mọi người mà nói tội nghiệp nó, theo giúp đỡ nó đi, nó là một đứa trẻ mồ côi. Thì những người mà nói tội nghiệp đó là đi mướn nhà nè, đi bán vé số nè, thậm chí là tao nói ở nhà nghề nghiệp không ổn định luôn, ráng làm để dành để được 2 triệu đồng để mua giùm cho nó một cái đơn hàng, trong khi đó bản thân của mình có được như nó đâu quý vị. Nó là một cái người ăn sung mặc sướng đó, có người hầu kẻ hạ luôn, có người lau nhà dọn dẹp nhà cửa, có người giúp việc luôn. Tôi thử hỏi quý vị là mỗi cái gia đình mà nói nhà nào mà có giúp việc là nhà đó rất là giàu nha quý vị, chứ nói mà nói là khá giả cũng không có đâu quý vị. Những người khá giả là người ta chỉ giúp việc giờ thôi quý vị. Ví dụ trong vòng một tuần là thuê những người giúp việc đó tới lau nhà dọn dẹp chỉ có 2 ngày thôi. Đó, chứ người ta cũng không có thuê mà giúp việc 24/24 ở trong nhà nữa. Mà cái em vô ơn này có người giúp việc 24/24 ở trong nhà luôn. Đó, thì bây giờ tôi tính ra cho tất cả mọi người đó, thì cái người đó có thật là đáng thương không? Thì cái người đó có hiền không quý vị? Đang lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng. Vì sự ảnh hưởng cộng đồng mạng quan tâm càng nhiều càng lâu thì sẽ bán hàng online được càng lâu quý vị. Một tháng là thu nhập 60 tỷ, cho lời một nửa là 30 tỷ. Thì lấy cái 30 tỷ đó mà nhân cho một năm đi quý vị. Thì chỉ cần làm trong vòng một năm thôi là còn hơn cái tài sản của cái người cha đó để lại nữa quý vị. Trong vòng một năm thôi là đã lợi nhuận 360 tỷ rồi.
thì đồ cái tài sản của cái ông cha đó để lại đâu quan trọng quý vị. Bây giờ quan trọng là bán được hàng online. Dù là cái vụ kiện này nó có thua kiện đi chăng nữa thì kết thúc cái drama này, tôi cho nó hiện tại nay gần cả năm rồi nó vẫn chưa kết thúc, đúng không quý vị? Và tôi bảo đảm rằng là cái em này với lại cái em Mã Lai sẽ bắt tay với nhau làm cho cái drama này nóng kéo dài thêm năm nữa. Tôi bảo đảm đó quý vị, kéo dài thêm một năm nữa thì làm trong vòng 2 năm mà bán cái hàng online đó quý vị thì đã kiếm được 720 tỷ rồi. Đâu có cần tài sản của cái ông nghệ sĩ này để lại chi, đồ có 140 tỷ quý vị, đúng không? Quý vị hãy suy nghĩ thật là kỹ đi. Cho nên vì sao nó không bao giờ nó để cho cái drama này nguội xuống, không bao giờ nó để cho nguội xuống. Và tất cả những cái kênh YouTube ở trước cửa nhà đó quý vị, bu ở trước cửa nhà đó là chi? Là để quay, cứ lâu lâu cho tiền, cho tiền mấy YouTube đứng ở ngoài đó quý vị, để quay gì không? Bữa nay khán giả Việt Kiều về, Việt Kiều Mỹ về, Việt Kiều Pháp về, ủng hộ mua 20 triệu, 30 triệu để cho những người khán giả khác mà người ta không có theo dõi thường xuyên cái drama này đó quý vị, thì người ta thấy tội nghiệp, cái bắt đầu là người ta lên mua. Chỉ cần như vậy thôi, nó kéo dài trong vòng 2 năm nó có thể kiếm được 720 tỷ rồi quý vị. Tài sản nó nhầm nhò gì, đúng không quý vị? Rồi thêm một cái tranh cãi của cái bình luận này nữa đây quý vị. Nói vừa thôi, con vô ơn nó bán khoai giùm cho nông dân thôi, có chủ ở đó hàng ngày lên xuống, vì do người đó quyết định, con nhỏ bán lấy cái gì đâu để lại đất cho con cháu. Trời đất ơi, má ơi, con nhỏ, con nhỏ ghê. Rồi nói là bán cái người mà chủ á, chủ là họ lên xuống họ quyết định. Ê nói nghe nè, giải cứu khoai lang tức là giải cứu tận vườn ở trong những người nông dân. Những người nông dân thì làm sao họ quyết định được cái giá bán, trong khi đó là chỉ cần có người lấy khoai lang họ là họ mừng rồi. Làm gì có cái kiểu mà nói là cái người mà bán là cái con vô ơn này chỉ là người bán giùm, còn cái người chủ đó họ chạy lên chạy xuống họ quyết định nhỏ này chỉ bán giùm. Ơ nó hiền quá ta, nó chỉ bán giùm thôi hả? Rồi trong khi đó nếu như mà chủ mà họ chở tới, họ biết để họ chở tới luôn, mà tận vườn của họ mà để mà họ chở cái khoai lang đến, mà thường khoai lang trồng là khu vực gì? Khu vực ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Không lẽ chủ họ chạy xe Honda, họ giao từng bao một đến cho cái em vô ơn này hàng ngày hả quý vị? Tại vì á, tôi thấy á, là một ngày là chở mấy bao khoai lang đến ngay chỗ nhà em vô ơn quý vị. Nếu thật sự tận vườn, người ta bán nguyên một cái vườn của họ là mấy chục tấn. Đó, muốn mua thì tới mua mấy chục tấn, chứ không bao giờ người ta bán lần mấy tấn quý vị, mà phải chở bằng xe tải về. Còn đằng này giải cứu khoai lang mà có người chở từng bao đến, tức là có đơn đặt hàng thì mình đặt người ta đem tới. Là ở đâu? Đặt ở chợ đầu mối. Đặt ở chợ đầu mối để người ta chở, người ta giao đến cho mình đó quý vị. Chứ làm gì có vụ giải cứu khoai lang tận vườn, đúng không quý vị? À, con nhỏ có lấy cái gì đâu. Ôi cái câu này ai bình luận vậy ta? Ai bình luận vậy? Cái câu này giống cái em Mã Lai bình luận ghê ta. Rồi ở dưới cái bình luận này có khán giả khác vào tranh luận như thế này đây quý vị. Ủa, cái miệng ở đâu mà không biết từ chối? Cái này gọi là thương lái, chứ cái giá như vậy đâu có gọi là giải cứu khoai lang, gọi là chuộc lợi cá nhân. Bạn có nhìn thấy các hoạt động của sinh viên họ giải cứu hành tỏi chưa, dưa hấu, cũng có khoai lang nữa, mà các bạn đó bán giúp thấp hơn cái giá ở ngoài chợ, còn gọi là giải cứu. Đó, cái bình luận này là đã có người khác vào tranh luận rồi đó quý vị. Nói là miệng đâu mà không từ chối, tại vì cái người bạn ở trên nói rằng là cái người mà chủ họ chở tới họ quyết định cái giá, thì cái người bạn ở dưới đây nói ủa là cái miệng của cái em vô ơn đâu không biết mở miệng ra nói, đúng không quý vị? Mình bán giùm thì mình sẽ quyết định, tại đó mình lấy uy tín của mình ra mà quý vị. Đó, còn nếu như mà bán giá mà mắc hơn trong siêu thị, đây là gọi là trục lợi chứ không phải gọi là giải cứu. Tại vì giải cứu có những em sinh viên họ giải cứu cho những người nông dân là hành, tỏi, dưa hấu nè, trong đó có khoai lang nữa, là người ta giải cứu bán giá thấp hơn ngoài chợ, chứ đừng có nói là thấp hơn siêu thị nha quý vị. Siêu thị nó là cái dạng cấp cao rồi, tại vì những cái hàng đưa vô siêu thị là được kiểm duyệt cho nên giá nó rất mắc. Còn ở ngoài chợ là giá người ta rẻ hơn, là tại vì người ta bán, người ta không có đóng thuế mặt bằng cho nên người ta bán giá rẻ hơn. Còn những em sinh viên người ta gọi là giải cứu hành với tỏi, dưa hấu, khoai lang, người ta bán giá rẻ hơn ở ngoài chợ nữa, mới gọi là giải cứu cho nông dân. Còn đằng này giải cứu mà bán giá mắc hơn ở trong siêu thị thì giải cứu ở chỗ nào? Cái này gọi là trục lợi cá nhân. Đó, người ta nói đó, đây là trục lợi cá nhân rõ ràng chứ không có dùng cái từ là giải cứu. Cho nên cái người như vậy, cái em vô ơn như vậy có ngu không quý vị? Đầu óc quá thông minh đi chứ, đúng không quý vị? Biết tận dụng thời cơ, biết lợi dụng cái hiện tại bây giờ mình được sự yêu thương, lợi dụng cái đó, trục lợi được lúc nào thì hay lúc đó quý vị. Bình luận này rất hay quý vị.
Vô Ơn không phải là một cô gái nghèo, bố của cô là nghệ sĩ để lại cho cô một cái gia tài. Những người ủng hộ cô phải suy nghĩ lại, bạn có thể giúp cô ấy bắt đầu chỉ bằng cái cách mua một món hàng, mua một vài món đồ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người nghèo cần giúp đỡ hơn là cô Vô Ơn. Lúc đầu tôi đã xem bộ phim của cô ấy, bây giờ thì tôi đã chọn rời bỏ đi. Thì một cái vị khán giả này trước đây rất là ủng hộ và rất là yêu thương em Vô Ơn nha quý vị. Qua những cái phân tích của tôi, rất là yêu thương. Đó, mà bây giờ dần dần là người ta đã hiểu ra hết là vì cái cô này là diễn thôi quý vị, lợi dụng cái tình yêu thương của khán giả của cha mình đó quý vị. Thật ra cô gái này không phải là người nghèo. Tài sản của cha mình để lại 140 tỷ đâu có ít đâu quý vị. Ở ngoài kia còn rất là nhiều những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ chia sẻ của mình. Đó, cho nên là cái vị khán giả này đã nhìn thấy và rời đi, dùng tình yêu thương đó để cho người khác chứ không có dồn vô cái cô gái này đâu quý vị. Rồi cái bình luận tiếp theo đây nữa nè quý vị. Ai bảo cô là cô gái nghèo, những tài sản mà cô ấy không thể bán và quy đổi ra thành tiền mặt, và cô ấy cần tiền để chăm sóc gia đình. Bạn không cần giúp cô ấy, nhưng rất nhiều người sẵn sàng để muốn giúp đỡ cô ấy. Trời ơi, cao thượng quá. Tức là tài sản của cha để lại 140 tỷ đó, nó không có quy đổi ra thành tiền được quý vị, tức là không có bán được á. Bây giờ tranh chấp không có bán được, thì cô ấy cần tiền để mà lo lắng cho gia đình. Vậy thì hồi nãy tôi phân tích cho cái bạn này, bạn gì Kai Vi nè, Kai Vi 002, hồi nãy tôi cũng đã giải thích rồi đó. Thì bây giờ là lấy cái tiếng của cha mình để bán hàng online, một ngày là bán 1.000 đơn. Một đơn tính dị chi cho là 2 triệu đồng thôi. Có những người mua 4-5 triệu đồng luôn quý vị. Có khán giả họ mét tôi, họ nói là trời ơi, mẹ của em đó chị, là mua ủng hộ cho cái em Vô Ơn này á, một lần tới 4 triệu mấy luôn. Tiền của con, các con cho, con cháu cho để dành bao nhiêu, lấy là mua ủng hộ, nói tội nghiệp mua. Về con cái phải ngồi ra để giải thích cho hiểu là giờ mẹ của các em ấy không có còn mua ủng hộ nữa đó quý vị. Một lần mua tới 4-5 triệu mà người già đó quý vị. Đó, thì bây giờ tôi tính bình quân thôi. Một đơn á, là chỉ có 2 triệu, một ngày bán 1.000 đơn là dị chi á, là một ngày bán được 2 tỷ đồng, một tháng kiếm được 60 tỷ đồng, lợi nhuận một nửa trong đó, một tháng kiếm được 30 tỷ đồng, nuôi được gia đình không? Ăn sung mặc sướng như bà Hoàng luôn nữa, chứ đừng có nói là vấn đề là nuôi gia đình. Đó thì cái người như vậy đó là cần nhào vô để giúp, mở miệng ra chửi tôi, nói là không cần tôi giúp, nhưng có rất là nhiều người muốn giúp thì bạn giúp đi. Tôi đâu có giúp, bạn giúp đi. Tại vì tôi không có ngu muội, tôi không có mê muội đến nỗi mà người ta giàu hơn tôi đè tôi giúp người ta. Tôi chỉ giúp những người nghèo hơn tôi thôi. Còn những người giàu hơn tôi đi giúp người ta làm chi? Trong khi đó là bản thân của tôi còn không bằng ta mà giúp cái gì. Còn nếu như mà cái bạn này á, Kai Vi này nè, nếu như mà mình là một người tốt á, mình là một cái người thương người á, thì giúp đi, bán hết tài sản giúp nó đi. Bán hết tài sản để mua hàng online để giúp cho nó. Tại vì á, là những người nghèo khổ khác, ví dụ như là những người khuyết tật nè, đó. Rồi những người mà người ta vượt lên chính mình, người ta có những cái căn bệnh, người ta lên người ta bán hàng online để nuôi sống cho bản thân. Đó. Còn đằng này á, là mình biết người ta giàu mà mình vẫn nhảy vô mình ủng hộ người ta, đó gọi là mù quáng nha. Thì đó, bạn giúp đi chứ tôi đâu giúp đâu. Và những người mà người ta sáng suốt và những người người ta có cái tấm lòng thương người thật sự, người ta sẽ chia điều ra, người ta giúp những người nghèo khổ thật sự, chứ người ta không giúp những người mà lừa đảo nghèo nha quý vị. Lừa đảo nghèo tức là mình diễn ra là mình là một cái người nghèo, mình là một cái người đáng thương, để cho người khác mua ủng hộ mình để mình trục lợi trên cái tình thương của người khác. Đó. Còn những người mà người ta sáng suốt, người ta thông minh á, người ta nhìn ra đó là những người đang trục lợi, những người đang lợi dụng tình thương, chứ không phải là nghèo thật sự. Người ta sẽ đem tình thương đó, người ta giúp những người nào mà nghèo thật sự, hiểu chưa? Còn nếu như mà cái bạn này cảm thấy một tháng á, là cái em Vô Ơn này kiếm lợi nhuận vô 30 tỷ chưa đủ á, thì mình cứ góp phần vô, bán nhà, bán cửa, bán xe hơi của mình mua ủng hộ nó đi. Tại vì mình là người tốt mà, đúng không? Đi giúp. Mình nghèo hơn người ta, nhưng mà mình lại đi giúp cái người giàu hơn mình. Đó là cái sự thông minh của mình đó, đúng không Kai Vi? Rồi cái phần 80 ngày hôm nay á, tôi sẽ kết thúc ở đây nha quý vị. Tại vì á, có rất là nhiều về cái từ trước tới giờ á, thì cái chú đàn ông mà muốn làm đàn bà đó quý vị, cái chú đàn ông mà cứ xưng má đó, đó là bây giờ là lên là xúc phạm chửi tôi, cho nên mới nói là nguyên một cái tập đòn nha quý vị. Phải nói là nguyên một cái tập đòn và đụng vô cái ổ kiến lửa rồi. Cho nên khi đụng vô rồi cái là nó
cứa ra cái là nó cắn mình tứ phía luôn quý vị. Nhưng không vì thế mà tôi im cái miệng tôi đâu quý vị. Tôi sẽ đứng ra tôi vạch trần, và vạch trần liên tục trong vòng mấy tháng luôn, để cho tất cả mọi người thấy được là cái con người của cái em vô ơn này là sự thật, bộ mặt của em ấy là như thế nào. Tôi tin rằng là những người mà khán giả đã theo dõi tôi đã nhìn ra hết rồi quý vị. Và rất là nhiều người đã nhìn ra hết rồi. Chỉ còn một số người nào đó u mê, họ mới còn binh vực thôi quý vị. Chứ tôi nghĩ là những người mà họ có tri thức, họ thông minh, họ đã nhìn ra hết rồi quý vị. Rồi phần 80 kết thúc ở đây nha quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Annyeonghaseyo, tamme video mà nayo. Bye bye.